Cái chết của người yêu là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng một cô gái. Họ từng là một cặp đôi yêu nhau, nhưng vì sự phản đối mạnh mẽ từ mẹ của chàng trai, cô gái đã nói dối rằng mình đã yêu người khác và đau khổ đề nghị chia tay. Trong lúc tuyệt vọng, chàng trai tham gia đội y tế của bệnh viện để đi khám ở vùng núi, nhưng không may, anh gặp tai nạn trôi lở đất và qua đời. Lôi Vũ Tranh, không biết sự thật, đã đổ tất cả lỗi lầm lên Đỗ Hiểu Tô, cho rằng cô đã cố ý đùa giỡn với tình cảm của Thiệu Trấn Vinh, gây ra sự cố cho Thiệu Trấn Vinh nhưng đỗ hiểu tô cũng đau khổ không kém cô hối hận vì tại sao mình không dũng cảm hơn lúc đầu hối hận vì đã tự nguyện từ bỏ tình yêu của mình bây giờ khi nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau hình ảnh đó vẫn rất sống động trong trí nhớ ngày đó sau một ngày làm việc đỗ hiểu tô đến quán mì để ăn cô nhìn thấy một người đàn ông đối diện đang ăn mì rất ngon nên cô đặt thêm hai tô mì giống như của thiệu trấn vinh một cô gái nhỏ bé có thể ăn hai tô mì lớn nhanh chóng thu hút sự chú ý của thiệu trấn vinh Thiệu Trấn Vinh chỉ cảm thấy cô gái nhỏ trước mắt mình thực sự rất dễ thương. Nhưng Đỗ Hiểu Tô mới chỉ ăn được vài miếng mì thì đã nhận được cuộc gọi rục rã từ ông chủ. Không còn cách nào khác, vì một chút tiền lẻ, Đỗ Hiểu Tô phải từ bỏ món ăn ngon trước mắt. Vì cô đi quá vội vã nên đã quên điện thoại trên bàn. Đi được nửa đường, cô mới nhận ra mình đã quên không mang theo điện thoại. Đỗ Hiểu Tô định quay lại nhưng đã va phải Thiệu Trấn Vinh. Hóa ra, Thiệu Trấn Vinh nhận ra cô đã quên điện thoại ở quán mì nên đã chạy theo. Khi Đỗ Hiểu Tô ngẩng đầu lên và nhìn Thiệu Chấn Vinh, trái tim cô đập nhanh và thậm chí khi nhận lại điện thoại, cô còn quên cảm ơn và lo lắng muốn rời đi. Nhưng khi cô vừa quay người, cô suýt nữa bị một chiếc xe chạy ngang đâm phải. May mắn, Thiệu Chấn Vinh kịp thời kéo cô lại, tránh được một tai nạn. Hai người lại một lần nữa nhìn vào mắt nhau, Đỗ Hiểu Tô nhìn vào khuôn mặt điển trai của Thiệu Chấn Vinh và lại một lần nữa cảm nhận được trái tim mình đập nhanh. Xe này chạy rất nhanh và rất nguy hiểm, em cần phải cẩn thận. Đúng lúc đó, điện thoại của Thiệu Chấn Vinh reo lên gián đoạn cuộc trò chuyện vì có việc thiệu trấn vinh phải rời đi trước đỗ hiểu tô nhìn theo bóng lưng của anh không muốn rời đi đây có lẽ chính là tình yêu xét đánh mà mọi người thường nói ai ngờ định mệnh lại kỳ diệu như vậy ngày hôm sau đỗ hiểu tô một phóng viên giải trí giả trang thành y tá để lẻn vào bệnh viện chụp ảnh một nữ diễn viên nổi tiếng bị thương không ngờ cô đã gặp lại thiệu trấn vinh trên hành lang chỉ cần một cái nhìn đỗ hiểu tô đã nhận ra anh chính là người đàn ông cô gặp tối hôm trước cô giả vờ bình tĩnh đi ngang qua anh mặc dù thiệu trấn vinh không nhận ra đỗ hiểu tô ngay lập tức nhưng anh cảm thấy có điều gì đó không ổn với cô y tá vừa rồi thiệu trấn vinh ngay lập tức đi đến phòng bệnh của nữ nghệ sĩ và quả nhiên anh đã nhìn thấy đỗ hiểu tô đằng sau bức bình phong đỗ hiểu tô vội vàng giả vờ mình là y tá mới đến sau đó tận dụng lúc thiệu trấn vinh không chú ý cô tìm một lý do nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh thiệu trấn vinh càng tin chắc hơn vào suy đoán của mình và ngay lập tức theo đuổi cô ra ngoài nhưng đỗ hiểu tô vẫn đã trốn thoát Đỗ Hiểu Tô giống như một con rắn khó chết, cô không từ bỏ chỉ vì đã bị phát hiện. Lần này, cô quyết định leo qua cửa sổ. Khi Đỗ Hiểu Tô leo lên tầng 3 và chuẩn bị mở cửa sổ để chụp ảnh, rất may mắn, Thiệu Chấn Vinh cũng đến phòng bệnh này. Đỗ Hiểu Tô định chụp lén vài bức ảnh sau đó rời đi, nhưng chưa kịp bấm nút chụp, cô đã bị Thiệu Chấn Vinh phát hiện. Cô đang làm gì vậy? Đỗ Hiểu Tô, để chụp được hình ảnh của ngôi sao nổi tiếng, đã lén lút leo lên ngoài cửa sổ phòng bệnh tại tầng 3 của bệnh viện. Ai ngờ Thiệu Trấn Vinh đang kiểm tra trong phòng của ngôi sao nổi tiếng. Đỗ Hiểu Tô đã bị Thiệu Trấn Vinh bắt quả tang. Khi bị phát hiện, Đỗ Hiểu Tô hoảng loạn suýt chút nữa đã rơi xuống. May mắn, Thiệu Trấn Vinh đã kéo cô lại và dùng hết sức mình để kéo cô lên. Vì trọng tâm không ổn định, cả hai đều ngã lăn ra sàn. Còn Đỗ Hiểu Tô thì vừa đúng lúc nằm trên người Thiệu Trấn Vinh. Tôi thể tôi không cố ý chạm vào anh đâu. Đột nhiên, một y tá trực đêm đến phòng và nhìn thấy hai người trong tư thế đó. Cô nhanh chóng lùi ra ngoài với vẻ xấu hổ. Thiệu Trấn Vinh cảm thấy như mình nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể giải thích được. Trong lúc này, Đỗ Hiểu Tô không ngừng trêu chọc, anh thực sự là một người yêu của công chúng đấy. Trước sự trêu chọc của Đỗ Hiểu Tô, Thiệu Trấn Vinh bắt đầu áp đặt, anh hỏi thực chất về bản dạng của Đỗ Hiểu Tô. Đỗ Hiểu Tô hoảng sợ và lùi dần về phía sau, khi đầu cô sắp chạm vào tường, Thiệu Trấn Vinh nhanh chóng thực hiện một hành động âu yếm. Phải công nhận rằng bác sĩ Thiệu thực sự là một người đàn ông ấm áp đỗ hiểu tô đầu tiên nói dối rằng cô đã cải trang để đến đây cảm ơn thiệu trấn vinh vì đã giúp cô nhặt điện thoại hôm đó thiệu trấn vinh mới nhớ ra cô chính là cô gái anh gặp trên đường hôm đó nhưng anh không dễ dàng bị lừa đỗ hiểu tô thấy mình không thể giả vờ nữa vì vậy cô đã thẳng thắn thừa nhận mình là một phóng viên và yêu cầu bác sĩ thiệu cho phép cô chụp một bức ảnh của ngôi sao nổi tiếng nhưng tất cả đều bị thiệu trấn vinh từ chối đỗ hiểu tô sau đó hỏi về tình trạng thương tích của ngôi sao thiệu trấn vinh một lần nữa từ chối không muốn tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân và muốn gửi Đỗ Hiểu Tô ra ngoài. Nhưng cô gái ngốc của chúng ta lại nói một câu khiến người ta ngạc nhiên, nếu anh không cho tôi chụp ảnh cô ấy, tôi sẽ gạo nấu thành cơm và nói với tất cả các bác sĩ và y tá trong bệnh viện rằng anh là bạn trai của tôi, rằng anh hành hạ tôi, anh có hành vi bạo lực gia đình và anh sẽ mất phan. Chúng ta không thể không thấy bác sĩ Thiệu có cái nhìn mới về sự dễ thương của cô gái này. Tưởng rằng Đỗ Hiểu Tô chỉ đùa một câu hôm qua, nhưng ai ngờ ngày hôm sau cô thật sự đến bệnh viện và mang cà phê đến cho Thiệu Trấn Vinh đồng nghiệp lại nhầm tưởng cô là bạn gái của bác sĩ thiệu đỗ hiểu tô còn tận dụng tình hình để tỏ ra thân mật chính vinh xem này anh đã gầy đi rồi anh không được gầy nữa đâu nếu anh tiếp tục gầy bớt em sẽ đau lòng đấy điều mà thiệu trấn vinh không biết là đỗ hiểu tô đã từ từ bước vào trái tim anh chỉ là anh chưa nhận ra khi anh kể về cô cho người bạn thân lôi vũ tranh thiệu trấn vinh có vẻ hạnh phúc khi nói về đỗ hiểu tô lôi vũ tranh nhận ra ngay thiệu trấn vinh đã phải lòng cô gái đó dù thiệu trấn vinh rất căng thẳng và phủ nhận nhưng lôi vũ tranh lại nói rằng nếu cô ấy không phải là một cô gái tốt anh sẽ không đồng ý một ngày nào đó đỗ hiểu tô đến bệnh viện để phỏng vấn ngôi sao nữ nhưng không ai ở trong phòng lúc này thiệu trấn vinh cũng vừa đến kiểm tra nhưng cả hai đều không biết ngôi sao nữ đã đi đâu lúc này một y tá chạy đến và nói với thiệu trấn vinh rằng ngôi sao nữ đang trên mái bệnh viện và đang chuẩn bị nhảy lầu khi thiệu trấn vinh và đỗ hiểu tô nghe thấy họ ngay lập tức chạy lên mái để ngăn chặn lúc này xe cứu hỏa và đội cảnh sát đã tới Thiệu Trấn Vinh và Đỗ Hiểu Tô ban đầu muốn dùng lời nói để thuyết phục ngôi sao nữ, nhưng không ngờ cô ấy càng trở nên quá kích động. Họ thử tiếp cận cô ấy từ hai phía và điện thoại trong túi của Đỗ Hiểu Tô vang lên đúng lúc. Thiệu Trấn Vinh lợi dụng cơ hội nhanh chóng và kịp thời ôm lấy nữ nghệ sĩ vào trong lan can. Nhưng chính anh lại mất thăng bằng và rơi xuống. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, may mắn là Đỗ Hiểu Tô đã kịp nắm lấy anh. Nhưng làm sao cánh tay của Đỗ Hiểu Tô có thể giữ chắc hai người? Buông tay ra, chúng ta sẽ cùng nhau rơi. Cuối cùng, Đỗ Hiểu Tô không thể giữ vững và cả hai cùng nhau từ tầng 6 rơi xuống. Sau một trải nghiệm gần như giữa sự sống và cái chết, sự dũng cảm của Đỗ Hiểu Tô trong ngày hôm đó đã làm cho Thiệu Chấn Vinh phải nhìn nhận cô ở một góc độ mới. Do đó, anh đã yêu cầu số điện thoại của cô. Và từ giây phút đó, hạt giống của tình yêu đã bắt đầu nảy mầm trong trái tim của cả hai. Buổi tối, Thiệu Chấn Vinh nhìn vào số điện thoại trên tay mình và không thể kiềm chế được nữa, anh đã gọi cho Đỗ Hiểu Tô. Còn Đỗ Hiểu Tô cô đã không rời mắt khỏi bức ảnh của thiệu trấn vinh và khi nhận cuộc gọi từ một số lạ cô ngay lập tức biết chắc chắn là thiệu trấn vinh cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và trả lời người dùng bạn đang gọi tạm thời không ở trong vùng phục vụ xin vui lòng gọi lại sau vậy người mình muốn liên hệ chắc chắn đã nghỉ ngơi rồi thôi mình sẽ gọi lại vào ngày mai đừng cúp máy nhé hai người tiếp tục trò chuyện trên điện thoại trước khi kết thúc cuộc gọi thiệu trấn vinh đã đề nghị muốn mời đỗ hiểu tô đi ăn và cô đã đồng ý ngay lập tức hẹn gặp nhau vào buổi trưa hôm sau rất nhanh thời gian hẹn ăn trưa của họ đã đến và lúc đó người phục vụ mang đến một chiếc bánh kem nhỏ có đèn nến chúc mừng sinh nhật hóa ra chỉ vài ngày trước thiệu trấn vinh đã thấy số điện thoại của đỗ hiểu tô trên thẻ hiến máu của cô và đặc biệt hôm nay muốn tổ chức sinh nhật cho cô khi đỗ hiểu tô ước nguyện thiệu trấn vinh nhìn cô một cách đầy tình cảm sau đó anh tặng cho cô một con lợn con như một món quà sinh nhật tiếp theo thiệu trấn vinh đã gợi ý cho đỗ hiểu tô biết tình cảm của mình nếu trong biển cả của tình cảm anh chỉ chọn một giọt em sẽ làm gì lời tỏ tình bất ngờ này khiến đỗ hiểu tô hơi bối rối cô đã chọn cách trốn tránh bằng cách nói dự định vào nhà vệ sinh chỉ thấy đỗ hiểu tô giật mình tưới một bát nước lạnh lên mặt mình phải nói rằng biểu hiện lúc này của cô rất dễ thương nhưng khi đỗ hiểu tô vừa lấy lại tinh thần từ nhà vệ sinh ra cô đã ngay lập tức thấy hình ảnh ngôi sao lớn hứa yêu kéo tay lôi vũ tranh điều này khiến đỗ hiểu tô lại bắt đầu mắc phải bệnh nghề nghiệp của mình hiện tại đỗ hiểu tô chưa biết lôi vũ tranh nhưng cô đã lén chụp lại hình ảnh của họ đỗ hiểu tô tin rằng hứa yêu và người đàn ông trong hình chắc chắn có mối quan hệ đặc biệt cô không kiên nhẫn và ngay lập tức đưa ảnh cho thiệu trấn vinh xem mặc dù thiệu trấn vinh nhận ra người trong ảnh là anh trai của mình lôi vũ tranh nhưng anh không muốn tiết lộ sau bữa tối thiệu trấn vinh đưa đỗ hiểu tô về nhà hai người vẫn cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì đột nhiên thiệu trấn vinh kéo tay đỗ hiểu tô vào túi của mình anh làm gì đấy không có sự đồng ý của em mà cứ tự tiện cử động anh không cử động chân đâu chỉ là Trái tim anh đã cử động thôi. Phải nói rằng cảm giác yêu đương thật sự rất tuyệt vời. Ngay cả không khí xung quanh cũng tràn đầy mùi vị lãng mạn. Ngày hôm sau, Đỗ Hiểu Tô đã lưu lại những bức ảnh lén chụp vào máy tính của mình. Nhưng không ngờ, nó đã bị đồng nghiệp âm thầm đăng tải lên mạng. Lôi Vũ Tranh, khi thấy hình ảnh của mình và Hứa Ưu xuất hiện trên mạng, đã yêu cầu trợ lý tìm luật sư kiện Đỗ Hiểu Tô vì lừa dối. Trợ lý của Lôi Vũ Tranh tốt bụng đã tìm đến Đỗ Hiểu Tô để giải thích tình hình. Đỗ Hiểu Tô mới biết mình đã bị người khác lợi dụng. Đỗ Hiểu Tô cảm thấy rất buồn và quyết định từ bỏ công việc phóng viên giải trí. Vì cô học chuyên ngành kiến trúc ở đại học và ước mơ của cô là trở thành một kiến trúc sư thiết kế. Thiệu Trấn Vinh ngay lập tức nghĩ đến công ty của người bạn thân Lôi Vũ Tranh, nhưng anh không muốn Đỗ Hiểu Tô biết mình đang giúp đỡ cô để tránh áp đặt áp lực lên cô. Anh giả vờ nói sẽ giúp cô nộp hồ sơ. Đỗ Hiểu Tô lại lo lắng về khả năng của mình, nếu em không tìm được việc làm thì sao? Anh sẽ nuôi em. Có lẽ đây chính là tình yêu mà mọi cô gái đều mong đợi dù bạn đang gặp khó khăn như thế nào luôn có một bờ vai ấm áp để bạn tựa vào một người đàn ông dẫn người bạn gái mới của mình đến gặp người bạn thân như anh em ruột thịt khi thấy người đã đến cuộc hẹn đỗ hiểu tô đã hoàn toàn sốc hóa ra người bạn thân mà thiệu trấn vinh nói đến chính là lôi vũ tranh người mà trước đó cô đã báo cáo tin tức không tốt khi hai người nhìn nhau lôi vũ tranh đã giả vờ như không biết đỗ hiểu tô điều làm đỗ hiểu tô ngạc nhiên hơn là lôi vũ tranh giờ đây lại là cấp trên trực tiếp của cô đỗ hiểu tô tức thì cảm thấy rất ngượng ngùng ban đầu cô nghĩ mình đã tìm được công việc thông qua việc phỏng vấn bình thường nhưng không ngờ lại là do bạn trai mình giúp đỡ từ bên trong mặc dù bề ngoài lôi vũ tranh rất thân thiện với đỗ hiểu tô nhưng sâu bên trong anh đã coi cô chỉ là một người lừa dối trong tình cảm chỉ biết leo lên những nhánh cao vì vậy trong cuộc trò chuyện tiếp theo anh đã châm chọc đỗ hiểu tô khi rời đi anh còn không quên nhắc nhở thiệu trấn vinh phải cẩn trọng để không bị tổn thương trong tình cảm đỗ hiểu tô không muốn tiếp tục ở lại bác viễn chỉ vì mối quan hệ với thiệu trấn vinh cô dự định sẽ từ chức vào ngày hôm sau thiệu trấn vinh cố gắng thuyết phục cô nói rằng nếu cô muốn trở thành một kiến trúc sư giỏi trong tương lai cô chắc chắn không nên bỏ lỡ cơ hội làm việc tại bác viễn sau khi được thiệu trấn vinh nài nỉ đỗ hiểu tô đành chịu ai ngờ ngày hôm sau lôi vũ tranh đã đặc biệt chỉ dẫn trợ lý gọi đỗ hiểu tô đến và mở lời cảnh báo cô không được lợi dụng tình cảm của thiệu trấn vinh vì mục đích cá nhân đỗ hiểu tô rất tức giận sau khi nghe và nói lôi tổng anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng anh không thể sỉ nhục tình cảm giữa tôi và chính Vinh. Rõ ràng cô và Thiệu Trấn Vinh đều yêu nhau chân thành, vậy tại sao lôi vũ tranh lại nghĩ cô có ý đồ? Hóa ra, một đêm mưa một năm trước, lôi vũ tranh lái xe gặp một cô gái xe xỉn trên đường. Vì lòng tốt, anh đã đưa cô gái đó đến khách sạn. Do đó, lôi vũ tranh tin chắc rằng cô gái này rất phóng đãng. Nhưng điều anh không ngờ, giờ đây cô gái đó, cô lại trở thành bạn gái của người bạn thân của mình. Mẹ của Thiệu Trấn Vinh nhận ra con trai mình có vẻ khác lạ so với trước đây, liền gọi điện cho Lôi Vũ Tranh để hỏi về tình hình gần đây của Thiệu Trấn Vinh. Khi biết con trai mình mới có bạn gái, bà Thiệu yêu cầu Thiệu Trấn Vinh dẫn bạn gái về nhà ăn cơm vào ngày mai. Nghe nói phải gặp bố mẹ, Đỗ Hiểu Tô cảm thấy rất lo lắng và không biết phải làm sao. Thiệu Trấn Vinh đảm bảo với Đỗ Hiểu Tô rằng mẹ anh chắc chắn sẽ thích cô, nên Đỗ Hiểu Tô mới miễn cưỡng đồng ý về nhà với anh. Nhưng khi đến cổng nhà Thiệu Trấn Vinh, Đỗ Hiểu Tô hoàn toàn sốc cô không ngờ gia đình thiệu trấn vinh lại sống trong một biệt thự xa hoa và cảm thấy sợ hãi đến mức không dám bước vào tuy nhiên cô vẫn bị thiệu trấn vinh kéo mạnh vào nhà may mắn là bà thiệu trông rất dễ thương và hiền lành không hề có vẻ đặc trưng của một phu nhân gia đình giàu có nên đỗ hiểu tô dần dần cảm thấy thoải mái hơn và lần gặp mặt đầu tiên của họ diễn ra rất hòa nhã ngày hôm sau thiệu trấn vinh hẹn đỗ hiểu tô sau giờ làm việc để cùng ăn tối bởi vì thiệu trấn vinh đã mua một căn hộ cho đỗ hiểu tô mà không nói với cô chỉ chờ cô ký tên nhưng không ngờ khi đỗ hiểu tô chuẩn bị đến buổi hẹn cô nhận được cuộc gọi từ bà thiệu muốn gặp mặt đỗ hiểu tô quyết định gặp bà thiệu trước rồi mới gặp thiệu trấn vinh nhưng cô chưa từng nghĩ rằng lý do bà thiệu muốn gặp mặt cô là để yêu cầu cô chia tay với thiệu trấn vinh hóa ra sau khi biết đỗ hiểu tô là người từ bình đàm bà thiệu đã tìm hiểu về bản dạng của cô không ngờ bà thiệu và cha của đỗ hiểu tô từng là một đôi tình nhân họ từng hẹn nhau cùng nhau lên thượng hải phát triển nhưng sau đó cha của đỗ hiểu tô lại không giữ lời hẹn Bà Thiệu hy vọng Đỗ Hiểu Tô có thể hiểu tình cảm của bà. Bà không muốn mỗi lần nhìn thấy Đỗ Hiểu Tô lại nhớ về chuyện xưa với cha cô. Đỗ Hiểu Tô đau khổ đứng bên bờ sông khóc nức nở. Thiệu Trấn Vinh không biết chuyện gì đã xảy ra vẫn đợi cô ở nơi hẹn, nhưng đến khuya vẫn không thấy bóng dáng của Đỗ Hiểu Tô. Vì thế, anh vội vàng đến dưới nhà Đỗ Hiểu Tô, nhưng cô đã khóa cửa và không tiếp xúc với anh, cũng không nhận cuộc gọi của anh. Nhìn bóng lưng của Thiệu Trấn Vinh rời đi trong cảm giác bất lực, Đỗ Hiểu Tô đau lòng đến chảy nước mắt do sự phản đối từ mẹ bạn trai đỗ hiểu tô với nỗi đau lòng đã đề nghị chia tay với thiệu trấn vinh anh nghĩ rằng đỗ hiểu tô đã gặp phải điều gì không may hoặc có thể mẹ anh đã nói gì với cô nhưng để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa thiệu trấn vinh và mẹ anh cô đã nói dối rằng bạn trai cũ của mình đã quay lại và muốn hòa giải với cô để khiến thiệu trấn vinh từ bỏ cô còn nói dối rằng cô chưa bao giờ yêu anh và trong trái tim cô anh chỉ là một bóng dáng thay thế trong lúc cô cảm thấy cô đơn thiệu trấn vinh hoàn toàn không tin vào những lời nói đó anh hỏi nếu như vậy thì tại sao em lại khóc? Tại sao em lại đau khổ như vậy? Em nói với anh lý do đi. Đỗ Hiểu Tô trả lời, không cần biết lý do, chúng ta không thể tiếp tục được nữa, xin anh hãy buông tay em ra. Thiệu Trấn Vinh nói anh sẵn lòng thay đổi mọi thứ mình đã làm sai, chỉ cầu Đỗ Hiểu Tô đừng rời xa anh. Dù trong lòng Đỗ Hiểu Tô có hơn 10.000 lý do không muốn từ bỏ, nhưng cô vẫn kiềm chế cảm xúc và bày tỏ rằng giữa họ đã không còn khả năng tiếp tục nữa. Cô kêu gọi Thiệu Trấn Vinh buông tha cho mình và sau đó cô rời đi. Lôi vũ tranh, vì không thể liên lạc được với thiệu trấn vinh và lo lắng cho anh đã lái xe đến nơi mà họ thường chơi khi còn nhỏ quả nhiên anh đã gặp thiệu trấn vinh đang uống rượu để quên đi nỗi buồn thiệu trấn vinh kể cho lôi vũ tranh nghe về việc đỗ hiểu tô chia tay anh vì lôi vũ tranh từ trước đến nay đã không có ấn tượng tốt về đỗ hiểu tô anh khuyên thiệu trấn vinh nên sớm quên cô nhưng thiệu trấn vinh vẫn không thể từ bỏ dù vài ngày sau anh sẽ đi vân nam để làm việc từ thiện lôi vũ tranh vẫn tỏ ra không hiểu đỗ hiểu tô có tốt đến mức đó sao đáng giá cho sự đau đớn của anh để không để cho người bạn thân sắp rời bỏ có lưu lạc lôi vũ tranh đã mời đỗ hiểu tô gặp nhau tại sân golf và đặt câu hỏi về lý do chia tay với thiệu trấn vinh đỗ hiểu tô vẫn nói dối rằng cô đã không còn tình cảm ban đầu lôi vũ tranh lạnh nhạt và chế giễu đỗ hiểu tô sau đó quả quyết rằng cô đã gặp một người đàn ông giàu hơn và đã đá thiệu trấn vinh ra khỏi cuộc đời mình lôi vũ tranh luôn nghĩ rằng đỗ hiểu tô không xứng với thiệu trấn vinh nhưng trái lại thiệu trấn vinh lại yêu cô say đắm anh cảnh báo cô tốt nhất là cô nên quay lại bên anh ấy Đừng tự tìm khó khăn cho bản thân. Ai biết rằng Đỗ Hiểu Tô trong mơ cũng muốn hòa giải với Thiệu Trấn Vinh, nhưng cô đã hứa với bà Thiệu. Cô Đỗ, có lẽ em là một cô gái tốt, nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận việc em và Chính Vinh ở bên nhau. Nếu tôi chấp nhận em, có nghĩa là mỗi ngày tôi đều bị nhắc nhở về, nhớ lại mối hận cũ giữa tôi và cha em, những gì cha em nợ tôi, phải chăng em còn muốn tiếp tục hành hạ tôi sao? Vì vậy, dù bị từ chối, cô cũng không thể ở bên Thiệu Trấn Vinh nữa nhưng đỗ hiểu tô vẫn không thể kiểm soát được bản thân cô đã đến bệnh viện nơi thiệu trấn vinh làm việc nhìn bóng lưng bận rộn của anh đỗ hiểu tô không kìm lại được nỗi nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc khi họ ở bên nhau lúc này nước mắt đỗ hiểu tô tràn đầy trên má vì thế cô đi tới quán bar mua rượu để quên đi nỗi buồn có lẽ chỉ có như vậy cô mới có thể giảm bớt nỗi đau nhưng ai biết dù cô đã uống đến mức mê mệt trái tim cô vẫn đau nhức ngay lúc này lôi vũ tranh tình cờ đi ngang qua thấy đỗ hiểu tô tự mình đến quán ba uống rượu mà không muốn làm lành với thiệu trấn vinh anh thấy cô vô cùng tàn nhẫn còn nỗi đau trong lòng đỗ hiểu tô chỉ có mình cô biết đêm trước khi thiệu trấn vinh lên đường đi vân nam anh đến để chia tay đỗ hiểu tô hai người giống như những người xa lạ quen thuộc nhất anh có thể ôm em không một khoảnh khắc khắc cốt ghi tâm thiệu trấn vinh ôm chặt đỗ hiểu tô vào lòng và nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ và không thức đêm đỗ hiểu tô cố gắng kìm nén nỗi đau rơi lệ trong vòng tay của thiệu Chấn vinh cuối cùng họ đã chia tay trong nước mắt nhưng đỗ hiểu tô không biết đó sẽ là lần gặp mặt cuối cùng giữa cô và thiệu trấn vinh chúng ta trở thành những kẻ xa lạ quen thuộc nhất trên đời từ nay mỗi người một phận mỗi người một nỗi buồn có lẽ đỗ hiểu tô đã nhận ra đó sẽ là lần cuối cô gặp thiệu trấn vinh sau khi anh rời đi cô nhanh chóng đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước và như vậy hai người họ đã bỏ lỡ một cơ hội để chia tay đẹp ngày hôm sau đó là ngày thiệu trấn vinh lên đường đi vân nam để làm việc tình nguyện lôi vũ tranh đến sân bay để tiễn anh còn người mà thiệu trấn vinh mong muốn nhất đến tiễn anh chính là đỗ hiểu tô nhưng hiện tại có vẻ như cô không xuất hiện cô ấy biết anh sắp đi mà không đến tiễn chắc chắn cô ấy có lý do riêng không đến cũng tốt ít ra cũng không cảm thấy ngượng ngùng khi gặp mặt khi chuẩn bị rời đi thiệu trấn vinh nhờ người bạn thân lôi vũ tranh giúp đỡ chăm sóc đỗ hiểu tô trong thời gian anh vắng mặt anh xem em như là bảo mẫu à sau khi lôi vũ tranh đồng ý thiệu trấn vinh mới yên tâm chuẩn bị lên máy bay nhưng anh vẫn hy vọng có thể thấy Đỗ Hiểu Tô. Còn Đỗ Hiểu Tô thì vẫn lo lắng ở nhà, sau khi được bạn thân khuyên nên, cô quyết định đến sân bay tìm Thiệu Chấn Vinh. Nhưng điều cô không ngờ là, khi cô đến sân bay, chuyến bay của Thiệu Chấn Vinh đã cất cánh 5 phút trước đó. Đỗ Hiểu Tô rất thất vọng khi nghe tin này, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Thiệu Chấn Vinh nhưng điện thoại của anh đã tắt. May mắn thay, trước khi lên máy bay, Thiệu Chấn Vinh đã gửi cho Đỗ Hiểu Tô một tin nhắn, anh sẽ đợi em, anh chắc chắn sẽ đợi em trở lại. Chính lúc này lôi vũ tranh sau khi tiễn thiệu trấn vinh bất ngờ nhìn thấy đỗ hiểu tô anh cố ý chạy lại lạnh nhạt và mỉa mai cô một hồi sau đó lại của trách đỗ hiểu tô vì đã tiếp tục trò chơi với tình cảm của anh trai mình đỗ hiểu tô liên tục nhấn mạnh rằng cô ấy đối với thiệu trấn vinh có tình cảm chân thành nhưng trong mắt lôi vũ tranh tình cảm chân thành của đỗ hiểu tô lại rất rẻ mạt cuối cùng lôi vũ tranh cảnh báo đỗ hiểu tô rằng thiệu trấn vinh phải an toàn trong chuyến đi này nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ không tha cho cô hai người rời đi không vui vẻ trên đường về nhà đỗ hiểu tô nhận được cuộc gọi từ cửa hàng trang sức hóa ra thiệu trấn vinh đã đặt làm một chiếc nhẫn kim cương cưới cho cô tại đây đỗ hiểu tô mới nhận ra rằng cô đã đánh giá thấp vị trí của mình trong trái tim của thiệu trấn vinh cô ngay lập tức về nhà đóng gói hành lý chuẩn bị đến vân nam để tìm thiệu trấn vinh đỗ hiểu tô hối tiếc vì đã đề nghị chia tay với thiệu trấn vinh trước đó cô muốn trực tiếp xin lỗi anh nhưng không thể liên lạc được với anh mặt khác lôi vũ tranh nhìn ra ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn anh không khỏi lo lắng cho Thiệu Trấn Vinh. Trong tâm trạng bất an, anh vô tình làm rơi mất một nút áo sơ mi, khiến trái tim anh càng thêm không yên. Quả thật, ngày hôm sau, anh xem tin tức trên TV và biết vùng núi ở Vân Nam đã bị lở đất. Lôi Vũ Tranh gọi điện cho Thiệu Trấn Vinh ngay lập tức, nhưng không ai bắt máy. Mặt khác, Đỗ Hiểu Tô vừa xuống máy bay đã gọi cho Thiệu Trấn Vinh, chính Vinh à, cuối cùng anh cũng bắt máy, tại sao điện thoại của anh lại như thế, tắt máy suốt nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng người trả lời cuộc gọi lại là bác sĩ từ bệnh viện nhân dân thạch lâm ngay khi nghe biết thiệu trấn vinh đã gặp phải lở đất trên đường đến vùng núi và đang được cấp cứu tại bệnh viện tin này giống như một tia chớp giữa trời quang khi đỗ hiểu tô phản ứng lại cô ngay lập tức gọi taxi đến bệnh viện nhưng khi cô đến bệnh viện thiệu trấn vinh đã không may mắn và đã không qua khỏi sau những nỗ lực cứu chữa đỗ hiểu tô không chú ý ngăn cản của y tá và xông vào phòng cấp cứu chính vinh tỉnh lại đi mở mắt ra và nhìn em có được không nhưng thiệu trấn vinh không còn nghe thấy gì nữa đỗ hiểu tô không thể tin rằng chính vinh đã bỏ cô lại mà đi cô cầu xin bác sĩ tiếp tục cứu chính vinh nhưng bác sĩ đã làm hết sức mình đỗ hiểu tô không thể chấp nhận nỗi đau mất đi người yêu và gục ngã vì nỗi buồn đối mặt với việc bạn trai bất ngờ qua đời đỗ hiểu tô buồn bã đến mức không thể chấp nhận cô lấy chiếc nhẫn kim cương mà thiệu trấn vinh đã đặt làm cho cô trước khi mất hy vọng có thể đánh thức anh muốn anh mở mắt nhìn cô nhưng người đã mất đi làm sao có thể nghe thấy Thiệu Trấn Vinh đã rời khỏi thế giới này với tình yêu dành cho Đỗ Hiểu Tô. Khi mẹ của Thiệu Trấn Vinh nghe được tin tức về cái chết của con trai, bà đã sụp đổ. Lôi Vũ Tranh sau khi an ủi mẹ của Thiệu, ngay lập tức bay đến Vân Nam để lo liệu việc sau tang của anh. Khi Lôi Vũ Tranh thấy Đỗ Hiểu Tô cũng xuất hiện ở đây, anh một cử đẩy cô ngã xuống đất. Vì trong mắt Lôi Vũ Tranh, anh cảm thấy Đỗ Hiểu Tô đã gây ra cái chết của Thiệu Trấn Vinh một cách gián tiếp. Vì vậy, Đỗ Hiểu Tô không xứng đáng xuất hiện ở đây. Lôi Vũ Tranh nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của Thiệu Trấn Vinh, anh đau lòng sắp xếp quần áo cho anh, nói em, anh sẽ đưa em về nhà. Lôi Vũ Tranh mang cho cốt của Thiệu Trấn Vinh trở về, giao cho mẹ Thiệu và hứa sẽ thay chính Vinh chăm sóc bà như con ruột của mình. Còn Đỗ Hiểu Tô, mặc dù cô muốn tiễn Thiệu Trấn Vinh lần cuối, nhưng khi đối mặt với ánh mắt Lôi Vũ Tranh xem cô như kẻ thù, cô không dám tiến lại gần và chỉ biết rời đi một cách lặng lẽ. Sau đó, Đỗ Hiểu Tô đến nơi cô và Thiệu Trấn Vinh hẹn hò lần đầu tiên. Có lẽ vì quá nhớ nhung, Đỗ Hiểu Tô dường như thấy Thiệu Trấn Vinh trở lại bên cô. Cô sợ rằng chỉ cần chớp mắt, Thiệu Trấn Vinh sẽ biến mất, nên cô ôm chặt anh. Thời gian dường như đứng lại, mọi thứ đều trở nên thực sự và tuyệt vời. Nhưng giấc mơ cuối cùng cũng phải tỉnh lại. Khi Đỗ Hiểu Tô mở mắt ra, cô nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng của mình. Người yêu cô cuối cùng cũng không thể trở lại. Ở phía này, lôi vũ tranh đến một gốc cây dầu lớn mà anh và chính Vinh thường đến. Anh dường như vẫn có thể thấy hình ảnh của chính Vinh, ngồi đó mê mải. Điều này khiến Lôi Vũ Tranh không khỏi nhớ về những lần họ hai anh em từng mơ mộng về tương lai hạnh phúc tại nơi đây. Nhưng bây giờ, họ đã mãi mãi chia cắt. Kể đến đây, trái tim Lôi Vũ Tranh đau nhói như bị dao cắt. Một tháng sau, Lôi Vũ Tranh đến Nghĩa Trang thăm Thiệu Trấn Vinh. Mặc dù chính Vinh đã rời đi một tháng, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận sự ra đi của người bạn thân. Nhưng ai ngờ, khi Lôi Vũ Tranh rời đi, ngay lúc đó, Đỗ Hiểu Tô cũng đến thăm Thiệu Trấn Vinh. Lôi Vũ Tranh một lần nữa chặn đường Đỗ Hiểu Tô, xin cô rời khỏi đây, đừng diễn kịch giả tạo ở đây nữa. Lôi Vũ Tranh không cho phép Đỗ Hiểu Tô làm phiền Thiệu Trấn Vinh, anh vẫn đổ lỗi cho Đỗ Hiểu Tô. Nếu không vì cô đã từ chối, chính Vinh sẽ không đến Vân Nam, anh ấy sẽ không gặp phải trận lở đất kia và bây giờ anh ấy sẽ không nằm ở đây. Tôi biết tôi đã làm tổn thương chính Vinh, Đỗ Hiểu Tô dù tự trách nhưng vẫn năn nỉ Lôi Vũ Tranh phải tin rằng tình cảm của cô dành cho chính Vinh là chân thành. Tôi không muốn nghe giải thích của cô, càng nghe Đỗ Hiểu Tô giải thích, Lôi Vũ Tranh càng cảm thấy cô giả tạo. Cuối cùng, Lôi Vũ Tranh cảnh báo Đỗ Hiểu Tô, từ nay không được đến làm phiền Thiệu Chấn Vinh nữa, nếu không anh sẽ không để yên cho cô. Đỗ Hiểu Tô có rất nhiều điều muốn nói với Thiệu Chấn Vinh, nhưng bây giờ cô chỉ có thể nhìn từ xa. Ngay cả những bông tulip mà Thiệu Chấn Vinh yêu thích nhất, cô chưa kịp đưa cho anh đã bị Lôi Vũ Tranh đuổi ra khỏi đó. Sự ra đi đột ngột của bạn trai đã trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng cô gái. Một ngày, Đỗ Hiểu Tô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một công ty môi giới bất động sản, cô mới biết, trước khi qua đời, Thiệu Trấn Vinh đã đặt mua một căn hộ dành riêng cho họ Vì chỉ trả trước một số tiền Họ đòi cô phải nhanh chóng trả số tiền còn lại Nếu không họ sẽ bán căn hộ cho người khác Đỗ Hiểu Tô quyết tâm giữ lại căn hộ này Cô tin rằng đó là điều duy nhất Thiệu Trấn Vinh để lại cho cô Đỗ Hiểu Tô năn nỉ nhân viên cho cô thêm vài ngày Cô sẽ tập hợp đủ số tiền đặt cọc cho căn hộ Cô rút thẻ ngân hàng của mình để kiểm tra số dư Nhưng trên màn hình chỉ hiển thị 500 Cộng với số tiền trong túi cũng chỉ hơn 5.000 một chút Đỗ Hiểu Tô chỉ có cách gọi điện thoại xin mượn hơn 300.000 từ cha mẹ mình, nhưng số tiền đó vẫn còn xa so với số tiền cần thiết. Khi bạn thân biết được, cô ấy đã lấy hết số tiền trang trí của mình ra để giúp Đỗ Hiểu Tô. Mặc dù Đỗ Hiểu Tô rất cảm động và biết ơn vì có một người bạn thân tốt như vậy, nhưng tổng số tiền vẫn còn thiếu một nửa. Đỗ Hiểu Tô quyết định giữ lại căn hộ của cô và Thiệu Trấn Vinh. Vì vậy, khi không còn lựa chọn nào khác, cô đã đi tìm sếp cũ của mình để xin giúp đỡ. May mắn thay, ông ta là một người sếp tốt không chỉ trả cho cô số tiền thưởng mà ông còn mượn cô một phần. Cuối cùng, Đỗ Hiểu Tô đã tập hợp đủ số tiền đặt cọc và nhanh chóng chạy đến văn phòng bán hàng để ký hợp đồng. Tuy nhiên, nhân viên thông báo với cô rằng căn hộ đã được người khác mua đi. Khi nghe nhân viên nói rằng người mua căn hộ là Lôi Vũ Tranh, Đỗ Hiểu Tô lập tức mang theo số tiền đến văn phòng của Lôi Vũ Tranh. Đỗ Hiểu Tô đổ tất cả tiền của mình trước mặt Lôi Vũ Tranh, muốn mua lại căn hộ mà Thiệu Trấn Vinh đã mua. Nhưng ai ngờ lôi vũ tranh từ chối một cách dứt khoát và thậm chí xé rách hợp đồng mua nhà và hóa đơn đặt cọc mà đỗ hiểu tô mang đến đây là điều duy nhất thiệu trấn vinh để lại cho đỗ hiểu tô tại sao anh lại làm như vậy đỗ hiểu tô đặt câu hỏi cho lôi vũ tranh lôi vũ tranh một lần nữa cho rằng đỗ hiểu tô không xứng đáng và sau đó thông báo cho cô rằng từ ngày mai cô không cần đến công ty làm việc nữa nhưng đỗ hiểu tô lại tuyên bố với lôi vũ tranh dù phải trả bất kỳ giá nào cô cũng phải lấy lại căn nhà ấy và cô sẽ không rời đi cho đến khi mục tiêu đó được đạt thành lôi vũ tranh cảnh báo đỗ hiểu tô không nên chơi trò mạo hiểm tránh gây ra tai hại cho bản thân nhưng hiện tại đỗ hiểu tô không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa cô chỉ quan tâm đến ngôi nhà của mình và thiệu trấn vinh lời nói này đã làm lôi vũ tranh cảm thấy tức giận sự ra đi của bạn trai đã gây ra một cú sốc nặng nề cho đỗ hiểu tô ngay cả căn hộ mà bạn trai cô mua cho cô trước khi qua đời cũng đã bị lôi vũ tranh thu hồi một đêm trôi qua đỗ hiểu tô sớm đến công ty của lôi vũ tranh quyết tâm lấy lại căn nhà của cô và thiệu trấn vinh dù cho phải trả bất kỳ giá nào. Không ngờ thái độ của Lôi Vũ Tranh vẫn giống như hôm qua, không chỉ tuyên bố sẽ không trả lại căn nhà cho cô, mà còn muốn chấm dứt hợp đồng lao động với cô. Nhưng Đỗ Tiểu Tô cũng đã chuẩn bị sẵn, cô rút ra hợp đồng lao động mà cô đã ký với công ty khi vừa vào. Đỗ Tiểu Tô nói mỗi câu đều có lý, Lôi Vũ Tranh đồng ý cho Đỗ Tiểu Tô 30 ngày. Trong 30 ngày, nếu cô thu thập đủ tiền mua nhà, anh sẽ trả nhà cho cô. Nếu không, cô nên rời Bác Viễn và thành phố này. Dù chỉ có một phần 10.000 khả năng, Đỗ Tiểu Tô cũng quyết định thử. Vì vậy, vào ngày hôm sau, cô đến gặp tổng giám đốc Ninh và yêu cầu chuyển đến một vị trí có thể kiếm tiền nhanh. Tổng giám đốc Ninh gợi ý cô đi làm giám sát ở công trường, nhưng lo sợ cô không thể chịu được gian khổ. Tuy nhiên, Đỗ Tiểu Tô đã sẵn lòng. Chỉ cần kiếm đủ tiền một cách nhanh chóng, dù hàng ngày phải chịu nắng gió trên công trường, cô cũng không cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ vậy, Đỗ Tiểu Tô còn đến quán bar và tìm một công việc làm thêm buổi tối. Vì vậy, trong những ngày tiếp theo, ngoài việc bận rộn trên công trường vào ban ngày buổi tối khi tan làm cô vội vã đi làm ở quán bar một ngày lôi vũ tranh đến quán bar để uống rượu đây là nơi mà anh và người bạn thân của mình thạo trấn vinh thường xuyên đến trước khi anh ấy qua đời những kỷ niệm dần hiện lên trước mắt nhưng bây giờ có sự đồng hành của các anh em bất ngờ lôi vũ tranh nghe thấy một giọng nói quen thuộc anh mua thêm ba chai rượu cho tôi nhé anh quay đầu lại và phát hiện ra đỗ tiểu tô đang ở đây bán rượu có vị khách đã bắt cô uống rất nhiều nhưng lại không có ý định mua Rốt cuộc, Đỗ Tiểu Tô là người phụ nữ mà bạn thân của anh yêu quý nhất khi còn sống, Lôi Vũ Tranh không thể bỏ mặc cô. Anh mạnh mẽ đưa cô lên vai và dắt ra khỏi quán bar. Đỗ Tiểu Tô đã uống nhiều rượu và hơi mê man, cô yêu cầu Lôi Vũ Tranh không quản lý cô. Lôi Vũ Tranh không muốn phụ lòng bạn thân khi còn sống, dù anh có ghét Đỗ Tiểu Tô đến mức nào, nhưng anh vẫn đưa cô lên xe, chuẩn bị đưa cô về nhà. Nhưng Đỗ Tiểu Tô, khi vừa lên xe, đã muốn nôn. Lôi Vũ Tranh muốn ngăn cản nhưng không kịp. Anh nhìn Đỗ Tiểu Tô nôn liên tục trên xe của mình, anh cảm thấy tức giận. Khi Đỗ Tiểu Tô dần tỉnh táo, cô đã chế giễu Lôi Vũ Tranh, "Không nghĩ tôi cũng có một ngày hành hạ anh nhỉ?" Lôi Vũ Tranh không muốn bận tâm, anh hỏi địa chỉ nhà Đỗ Tiểu Tô. Nhưng lúc này, cô lại mơ màng ngủ đi. Không còn cách nào khác, Lôi Vũ Tranh đưa Đỗ Tiểu Tô đến khách sạn. Khi đến khách sạn, Đỗ Tiểu Tô tỉnh lại, cô thấy Lôi Vũ Tranh cởi áo khoác, nghĩ rằng anh có ý định xấu với mình. "Lôi Vũ Tranh, tôi bảo anh đấy, đừng có mơ." Lôi Vũ Tranh chỉ thấy rất buồn cười, anh kéo Đỗ Tiểu Tô đến trước gương và nói, ai lại tự hành hạ mình vậy, cưỡng bức cô à? Mơ đi Lôi Vũ Tranh muốn Đỗ Tiểu Tô tỉnh lại nhanh hơn, anh lấy vòi hoa sen trên bồn tắm và tưới nước lên đầu cô. Đỗ Tiểu Tô muốn lấy lại căn nhà mà trước đây thuộc về cô và Thiệu Trấn Vinh từ tay Lôi Vũ Tranh. Cô đã hứa với Lôi Vũ Tranh rằng cô sẽ trả đủ số tiền mua nhà trong vòng 30 ngày. Nếu cô làm được, Lôi Vũ Tranh sẽ trả lại căn nhà cho cô. Vì vậy, những ngày tiếp theo, Đỗ Tiểu Tô làm việc cả ngày tại công trường và tối đến thì chạy đến quán bar làm việc bán thời gian. Một ngày, Đỗ Tiểu Tô vẫn như thường lệ kiểm tra công trình khi một nhóm người đến công trình gây rối. Họ than phiền rằng số tiền đền bù cho việc di rời quá ít và muốn tìm chủ tịch để tranh cãi. Đỗ Tiểu Tô nhanh chóng cản trở người đứng đầu gây rối, nhưng những người này rõ ràng là bọn côn đồ và không chịu thỏa thuận. Họ thậm chí còn muốn đánh Đỗ Tiểu Tô. Lúc này, Lôi Vũ Tranh kịp thời xuất hiện dạy cho gã đầu chọc một trận và tiết lộ rằng mình là giám đốc công ty nhưng gã đầu chọc nghĩ rằng lôi vũ tranh chỉ là kẻ mạo danh và lại kích động mọi người làm ẩm ý đỗ tiểu tô muốn tranh luận với họ nhưng bất ngờ cảm thấy mất trí ngất xỉu tại chỗ lôi vũ tranh vội vàng ôm đỗ tiểu tô và đưa đi bệnh viện trên đường anh chạm vào chán đỗ tiểu tô và cảm nhận nó nóng bức lo lắng nên yêu cầu tài xế lái nhanh hơn may mắn thay sau khi được bác sĩ kiểm tra đỗ tiểu tô chỉ bị chóng mặt do làm việc quá sức và không có vấn đề gì nghiêm trọng lúc này đỗ tiểu tô mê mải và gọi tên của thiệu trấn vinh cô tưởng nhầm lôi vũ tranh là trấn vinh và giữ chặt lấy áo anh cầu xin anh đừng đi không ngờ trái tim lôi vũ tranh lại mềm yếu và anh thực sự ở lại bên cạnh đỗ tiểu tô sáng hôm sau khi đỗ tiểu tô tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở bệnh viện qua lời của y tá cô biết được mình bị ngất ngày hôm trước và người đã đưa cô đến bệnh viện đã ở bên cô suốt đêm và chỉ rời đi vào buổi sáng đỗ tiểu tô nhìn thấy một tờ giấy trên bàn và nhận ra rằng người đưa cô đến bệnh viện chính là lôi vũ tranh anh còn đồng ý cho cô trở lại làm việc ở bác viễn điều này làm đỗ tiểu tô cảm thấy lôi vũ tranh không phải lúc nào cũng lạnh lùng như bề ngoại nhưng đỗ tiểu tô không thích mắc nợ ai nên sau khi ra viện cô đã trả lại tiền mà lôi vũ tranh đã ứng trước cho việc chữa trị của cô khi ra về đỗ tiểu tô đã cảm ơn lôi vũ tranh vì đã cho cô trở lại làm việc tại bác viễn khi đỗ tiểu tô trở lại vị trí cũ của mình mọi người đồng nghiệp đều mừng rỡ cho cô tuy nhiên chỉ có một người cho rằng đỗ tiểu tô được lôi vũ tranh bao bọc tưởng phồn lục là con gái của một giám đốc khác trong công ty từ nhỏ cô đã lớn lên cùng lôi vũ tranh việc trở thành bà lôi là điều mà cô luôn mơ ước lục cố tình giao cho đỗ tiểu tô một dự án phức tạp và yêu cầu cô phải hoàn thành trong vòng 3 ngày do đó đỗ tiểu tô phải làm việc không ngừng nghỉ tuy nhiên tưởng phồn lục vẫn cảm thấy điều này chưa đủ cô cố tình mời đỗ tiểu tô tham gia một bữa tiệc kinh doanh tại bữa tiệc lục cố tình nói rằng đỗ tiểu tô là người được lôi vũ tranh yêu thích người bên cạnh tôi là đỗ tiểu tô tài năng của bá viễn và cô ấy cũng là người đặc biệt được yêu ái bởi chủ tịch của chúng ta Kết quả là, nhiều ông chủ đã mời Đỗ Tiểu Tô uống rượu. Manh khóe của tưởng phồn lục thực sự rất ác độc, cô hoàn toàn muốn Đỗ Tiểu Tô uống rượu thay mình. Sau một vòng, Đỗ Tiểu Tô đã chạy vào nhà vệ sinh và nôn. Nhưng sau một thời gian, Hiểu Tô đã không quan tâm đến tất cả, mà cứ cố gắng gom tiền cho ngôi nhà của cô và Thiệu Chấn Vinh. Lôi Vũ Tranh mới cảm nhận được rằng việc Đỗ Hiểu Tô chia tay với Thiệu Chấn Vinh dường như có chuyện gì đó ẩn khuất. Tại sao trước đây cô lại đột ngột chia tay với Trấn Vinh? Đỗ Hiểu Tô không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, chỉ nói một câu là số phận trêu người nhìn bóng lưng của đỗ hiểu tô xa dần lôi vũ tranh cảm thấy rằng trong lời nói của cô có điều gì đó nhưng anh không hiểu ý nghĩa của nó ngày hôm sau là sinh nhật của thiệu trấn vinh đỗ hiểu tô mua bánh sinh nhật và đưa đến cho anh trấn vinh hôm nay là sinh nhật của anh em đến thăm anh và lôi vũ tranh cũng từ chối tất cả lời mời và đến thăm thiệu trấn vinh nhưng anh không ngờ từ xa đã thấy đỗ hiểu tô quỳ trước mộ của thiệu trấn vinh khóc nức nở lôi vũ tranh không đi thẳng tới mà chỉ đứng đó chờ đợi nhưng điều khiến anh không thể ngờ đến là anh đã nghe được câu trả lời mà anh luôn muốn biết nếu trời cho em một cơ hội nữa em thực sự không bao giờ đồng ý với yêu cầu của bà thiệu đó là mối thâm thù của thế hệ trước không nên do chúng ta trả giá lôi vũ tranh mới hiểu hóa ra đỗ hiểu tô một mình chịu đựng tất cả nỗi đau và áp lực đỗ hiểu tô nói cô có thể phải không giữ lời cô thực sự cảm thấy quá mệt mỏi cô cảm thấy cô không thể tiếp tục nữa anh còn nhớ nhà chúng ta không cô đã hứa sẽ thiết kế ngôi nhà của họ thật đẹp nhưng hiện tại cô chỉ gom được một phần năm số tiền cần thiết cho ngôi nhà do đó cô đã hoàn toàn thua cuộc trong cuộc cược với lôi vũ tranh vì vậy ngày hôm sau đỗ hiểu tô đã nộp đơn từ chức cho lôi vũ tranh và nói rằng cô sẽ giữ lời và rời khỏi thành phố này nếu cô đỗ có dũng khí như vậy thì tôi chúc cô sự nghiệp thăng tiến mặc dù lôi vũ tranh trên mặt không bày tỏ sự coi thường nhưng tối đó anh đã tìm người giao hàng nhanh đến gửi chìa khóa của ngôi nhà và đồng thời trả lại báo cáo từ chức của cô khi đỗ hiểu tô nhận được chìa khóa cô đã vội vàng chạy đến ngôi nhà của mình và thiệu trấn vinh cô nhìn vào mỗi góc của phòng và nhớ lại việc hai người thiết kế mỗi phần của nó tiểu tô biết rằng thiệu trấn vinh chưa bao giờ rời xa cô chỉ là anh đã đến một nơi mà cô không thể thấy đỗ hiểu tô vừa từ nhà mình và thiệu trấn vinh trở về căn hộ thuê đã nhận được một bức thư chuyển từ bệnh viện mà thiệu trấn vinh trước kia ở khi đỗ hiểu tô mở nó ra cô phát hiện ra món quà sinh nhật mà những đứa trẻ trên một hòn đảo nhỏ đã gửi cho thiệu trấn vinh và một bức thư mà những đứa trẻ đang chờ đợi ở đảo muốn gặp anh đỗ hiểu tô mới nhớ ra trước khi qua đời thiệu trấn vinh đã nói muốn dẫn cô đến một nơi tiểu tô anh muốn dẫn em đến một nơi một hòn đảo xinh đẹp trên đảo có một trường tiểu học trong đó có cô giáo tiểu tôn và những đứa trẻ dễ thương nhưng trước khi thiệu trấn vinh có cơ hội dẫn cô đến đó anh đã mãi mãi rời xa cô để đáp ứng mong muốn của những đứa trẻ đỗ hiểu tô không còn cách nào khác đành phải tìm đến lôi vũ tranh người bạn thân của thiệu trấn vinh để giúp đỡ đỗ hiểu tô giả vờ muốn cảm ơn lôi vũ tranh và hỏi anh có muốn được mời ăn bữa tối không bằng cớ là anh đã trả lại ngôi nhà của cô và thiệu trấn vinh sau khi nhận được sự đồng ý từ lôi vũ tranh đỗ hiểu tô đã dẫn anh đến một quán mì mà cô và thiệu trấn vinh thường hay đến có lẽ do quen thuộc đỗ hiểu tô đã gọi món mì mà cô và thiệu trấn vinh thường ăn nhưng cô đã quên mất rằng dù vật vẫn còn như người đã thay đổi món rau mùi mà thiệu trấn vinh yêu thích lôi vũ tranh lại không thích đỗ hiểu tô mới nhận ra cô đã nhầm lẫn giữa lôi vũ tranh và thiệu Chấn vinh nỗi đau trong lòng cô lại một lần nữa trào dâng vì vậy đỗ hiểu tô đã ăn một tô mì mà mắt cô đẫm lệ lôi vũ tranh muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói gì khi rời khỏi quán mì tâm trạng của đỗ hiểu tô mới dần ổn định cô không nhịn được hỏi lôi vũ tranh tại sao anh lại trả lại ngôi nhà cho cô lôi vũ tranh không nói lý do thực sự rằng anh đã hiểu lầm cô trước đó anh chỉ cười và nói rằng coi như anh đang làm việc thiện nguyện vậy đỗ hiểu tô nghe thấy điều này liền nắm bắt cơ hội để nhờ anh giúp một việc nữa tôi đã nói mà trên đời này không có bữa trưa miễn phí ăn của người ta thì phải nịnh nhận của người ta thì phải làm theo đỗ hiểu tô lấy ra một tấm vé tàu từ túi sách cô nói rằng thiệu chấn vinh khi còn sống đã hỗ trợ một số trẻ em trên một số hòn đảo nhỏ và mỗi tháng họ thường gửi thư lại thiệu chấn vinh đã hứa trước khi đến tết sẽ đến thăm họ đỗ hiểu tô hỏi lôi vũ tranh liệu anh có thể thay mặt thiệu chấn vinh đi cùng cô đến đảo để thăm không không ngờ Lôi Vũ Tranh trước tiên đã trêu Đỗ Hiểu Tô rằng cô luôn nhiều vả rồi lại nói rằng công ty anh có nhiều vấn đề phức tạp cần xử lý và đã từ chối lời đề nghị của cô. Đỗ Hiểu Tô này nỉ Lôi Vũ Tranh xem xét lại, nhưng Lôi Vũ Tranh rõ ràng nói với cô rằng anh có thể dùng tên của Thiệu Trấn Vinh để quyên góp hoặc xây dựng trường học cho các em. Nhưng việc anh có đi hay không thì anh cảm thấy không quan trọng. Ngược lại, Đỗ Hiểu Tô lại nghĩ hoàn toàn trái ngược vì cô cho rằng có những điều không phải tiền bạc có thể thay thế được và đôi khi sự đồng hành quan trọng hơn những gì vật chất có thể mang lại. Tuy nhiên, Lôi Vũ Tranh vẫn không đồng ý đi cùng cô. Đỗ Hiểu Tô về nhà, sau khi đã sắp xếp xong sách và đồ dùng cho các em, cô mang hành lý tới bến tàu. Mặc dù Lôi Vũ Tranh đang họp, nhưng anh luôn lạc hướng. Khi Đỗ Hiểu Tô đến bến tàu, cô hy vọng rằng Lôi Vũ Tranh sẽ thay đổi ý định và cùng cô đến hòn đảo. Nhưng sau một thời gian dài không thấy bóng dáng của Lôi Vũ Tranh, Đỗ Hiểu Tô cuối cùng cũng đành từ bỏ. Nhưng điều cô không ngờ đến là Lôi Vũ Tranh đã hủy bỏ tất cả các cuộc họp và theo đuổi cô. Khi thấy Lôi Vũ Tranh, nụ cười mà đỗ hiểu tô đã mất từ lâu lại tràn về trên khuôn mặt cô cô cảm thấy hạnh phúc khi gặp anh vui mừng khi có thể cùng anh xem mặt trời mọc nếu không có anh cô sẽ không hiểu ý nghĩa của tình yêu sau vài ngày ở trên đảo những hiểu lầm trước đó giữa lôi vũ tranh và đỗ hiểu tô dần được giải quyết khi sắp phải chia tay hai người dạo bước trên bãi biển lôi vũ tranh mở lòng với đỗ hiểu tô kể về quá khứ khi anh bị mẹ dùng bỏ từ nhỏ vì vậy anh cảm thông với các em trên đảo đỗ hiểu tô chưa từng tưởng tượng người tổng giám đốc luôn tỏ ra cao thượng như anh lại có một tuổi thơ đầy khó khăn cô an ủi lôi vũ tranh có thể mẹ anh có lý do riêng mình cô hy vọng chuyến đi đến đảo này sẽ giúp lôi vũ tranh quên đi những buồn phiền trong quá khứ và trở thành những kỷ niệm đẹp sau này ký ức không chỉ đẹp mà còn khó quên khi đỗ hiểu tô trở về từ hòn đảo nhỏ cô bạn thân của cô biết được lôi vũ tranh đã đi cùng cô đến đảo cô ta cố tình trêu chọc đỗ hiểu tô nói rằng lôi vũ tranh có lẽ thích cô đỗ hiểu tô nhanh chóng phủ nhận khi lôi vũ tranh trở về từ đảo anh ta ngay lập tức được cha gọi về nhà bởi vì trong thời gian anh không có ở nhà tưởng phôn lục đã đến nhà anh mấy lần người giữ nhà cũng không biết lịch trình cụ thể của lôi vũ tranh nên chỉ có thể lý giải bằng lý do anh đi nghỉ mát tưởng phôn lục là người mà cha lôi coi như là con dâu tương lai ông ấy mong muốn lôi vũ tranh có thể kết hôn với cô ấy sớm nhất có thể dù lôi vũ tranh luôn coi tưởng phồn lục như em gái nhưng để không làm cho cha mình người có sức khỏe không tốt phát giận anh phải xử lý công việc và nhanh chóng rời đi sau đó lôi vũ tranh đến thăm mẹ của thiệu trấn vinh bà thiệu bà thiệu coi anh như con ruột và đối xử với anh như với thiệu trấn vinh bà kéo tay lôi vũ tranh mời anh ở lại ăn cơm và tự tay nấu món cá lúc hấp mà anh yêu thích nhất lúc này đỗ hiểu tô cũng đến nhà của thiệu trấn vinh nhưng cô không dám tiến lên và gõ cửa mà chỉ lặng lẽ để một bó hoa cúc trắng ở ngoài cửa và rời đi khi lôi vũ tranh ăn xong và chào tạm biệt bà thiệu rồi bước ra khỏi nhà anh nhìn thấy bó hoa cúc trắng ở cửa và nghĩ rằng đó là do bà thiệu đặt mua không bao lâu sau mẹ thiệu nói rằng bà chỉ thấy hoa mà không thấy người nào cả lôi vũ tranh đoán rằng có lẽ là đỗ hiểu tô đã mang hoa đến anh nhanh chóng tăng tốc đuổi theo và quả nhiên giống như anh đã đoán đỗ hiểu tô nói rằng mỗi khi cô nhớ đến thiệu trấn vinh cô sẽ mua một bó hoa cúc trắng đến thăm bà thiệu mỗi khi cô nghĩ về anh nhưng cô sợ rằng bà thiệu không muốn gặp cô nên mỗi lần cô đều để bó hoa ở cửa cô nghĩ mỗi lần bà nhìn thấy bó hoa cúc trắng đó bà sẽ nghĩ đến một đứa trẻ yêu bà giống như thiệu trấn vinh và vẫn đang yêu bà như vậy Cô cảm thấy rất hài lòng, Lôi Vũ Tranh không ngờ Đỗ Hiểu Tô lại là một cô gái chân thành và tốt bụng như vậy. Vì vậy, Lôi Vũ Tranh đã dẫn Đỗ Hiểu Tô đến nơi bí mật của anh và Thiệu Chấn Vinh, và đào lên báu vật mà hai người họ đã chôn khi còn nhỏ. Trong hộp chứa đầy ký ức từ thời thơ ấu của anh và Thiệu Chấn Vinh, Lôi Vũ Tranh kể cho Đỗ Hiểu Tô nghe về những kỷ niệm vui vẻ từ thời thơ ấu của họ. Đỗ Hiểu Tô rất biết ơn Lôi Vũ Tranh vì đã chia sẻ với cô về quá khứ của Thiệu Chấn Vinh. Cuối cùng, lôi vũ tranh nói với đỗ hiểu tô rằng thời gian sẽ bù đắp cho những nỗi đau mất mát theo một cách khác không có vết thương nào không thể chữa lành và không có nỗi đau nào không thể kết thúc chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ câu nói này công ty của họ tổ chức một buổi tiệc cuối năm sáng sớm đỗ hiểu tô đã được tư kỳ kéo dậy để trang điểm và ăn mặc và cô cũng đã chuẩn bị trước cho cô một bộ váy để mặc trong bữa tiệc đỗ hiểu tô rất ngạc nhiên không biết tại sao tư kỳ lại sẵn lòng mua một bộ váy đẹp như thế để đỗ hiểu tô không cảm thấy nghi ngờ Tư Kỳ nói dối rằng đó là phần thưởng từ cấp trên vì công việc của cô làm tốt. Đỗ Hiểu Tô tin là thật và mặc bộ váy để Tư Kỳ đưa cô đến khách sạn. Trong bữa tiệc, Tưởng Phồn Lục xuất hiện ngoạn mục trong một chiếc váy trắng. Sự xuất hiện của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Tưởng Phồn Lục đi thẳng đến trước mặt Lôi Vũ Tranh, vì cô đến đây chính là vì anh. Chính lúc này, Đỗ Hiểu Tô cũng vừa đến hội trường. Nhưng không ngờ bộ váy của cô lại giống hệt với bộ váy của Tưởng Phồn Lục. Tưởng Phồn Lục từ trước đến nay rất ghét khi có người mặc đồ giống mình, huống hồ là trong một dịp quan trọng như hôm nay. Nghe mọi người xôn xao bàn tán, Đỗ Hiểu Tô cảm thấy rất ngại. May mắn thay, Lôi Vũ Tranh tiến lên và mời cô nhảy điệu mở màn, giúp không khí bớt đi phần ngại ngùng. Tuy nhiên, Tưởng Phồn Lục lúc này đang tức giận đến nỗi muốn cắn rách môi. Cô tìm đến Lâm Hướng Viễn để hỏi về bộ váy mà Đỗ Hiểu Tô đang mặc, liệu có phải là bộ váy mà cô không chọn ở cửa hàng hôm kia. Hóa ra bộ váy mà đỗ hiểu tô đang mặc ban đầu là do tưởng phồn lục chọn cho mình nhưng khi lâm hướng viễn thanh toán anh lại xuất hóa đơn dưới tên công ty vũ thiên do đó tưởng phồn lục tức giận từ chối không nhận váy lâm hướng viễn lại là bạn trai cũ của đỗ hiểu tô hồi đại học anh nghĩ rằng việc bỏ đi một bộ váy trị giá hơn 20.000 quả là lãng phí nên đã gửi nó cho đỗ hiểu tô qua tay tư kỳ khi biết tư kỳ và đỗ hiểu tô đang lo lắng vì vấn đề tìm nhà anh lại cho họ mượn căn hộ mà công ty giao cho anh miễn phí nhưng điều kiện là anh muốn tư kỳ giữ bí mật vì nếu đỗ hiểu tô biết là anh cung cấp cô chắc chắn sẽ từ chối vì vậy mà có cảnh tượng hôm nay lâm hướng viễn anh dùng tiền công ty mua váy rồi tặng người khác sao anh lại tốt bụng như vậy tưởng phôn lục tức giận tiết lộ sự thật về việc lâm hướng viễn tặng đỗ hiểu tô bộ váy và cung cấp nhà cho cô tưởng phôn lục để khiến lôi vũ tranh tin vào từng lời cô nói là sự thật đã ép lâm hướng viễn phải công khai những việc anh đã làm trước mặt mọi người sau khi nghe lâm hướng viễn xác nhận đỗ hiểu tô bất ngờ đến mức không thể nào tin nổi lôi vũ tranh nhanh chóng yêu cầu trợ lý dẫn tưởng phồn lục ra khỏi hội trường còn anh thì kéo đỗ hiểu tô sang một bên anh nghĩ cô cần phải giải thích cho anh biết nhưng đỗ hiểu tô cũng chỉ mới biết về mọi chuyện làm sao cô có thể giải thích được điều này làm lôi vũ tranh rất tức giận trong lúc tức giận đỗ hiểu tô đã tát lôi vũ tranh một cái và nói anh không được xúc phạm tôi như thế sau đó cô đã rời đi mà không nhìn lại lôi vũ tranh cũng theo đuổi cô ra ngoài và cởi áo khoác của mình ra đặt lên vai đỗ hiểu tô đỗ hiểu tô không quan tâm tới sự thương hại của anh cô hỏi lôi vũ tranh nếu anh không tin tưởng cô và nghĩ cô đến nỗi đó tại sao anh lại quan tâm cô như vậy lôi vũ tranh mới nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho đỗ hiểu tô đã vượt qua mức của bạn bè lôi vũ tranh biết rằng mình đã hiểu lầm đỗ hiểu tô nhưng đỗ hiểu tô không cho anh cơ hội giải thích và trả lại chiếc áo cho anh rồi rời đi đỗ hiểu tô vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình ngay khi về nhà đã gấp rút đóng gói hành lý cô không muốn ở nơi mình bị oan úy nhưng ai ngờ hôm sau khi đỗ hiểu tô vừa đến công ty đồng nghiệp đã chỉ trích cô nói rằng cô vào công ty chỉ để bám lấy người có quyền mặc dù lời nói khó nghe nhưng đỗ hiểu tô vẫn kiên nhẫn chịu đựng còn lôi vũ tranh ngay sáng sớm đã mời lâm hướng viễn đến sau khi nghe lâm hướng viễn xác nhận về chuyện nhà và trang phục rằng đỗ hiểu tô thực sự không biết trước lôi vũ tranh mới nhận ra rằng anh thật sự đã hiểu lầm cô trợ lý đã báo cáo với lôi vũ tranh về những lời đồn đại giữa các đồng nghiệp về đỗ hiểu tô lôi vũ tranh không nói nhiều chỉ yêu cầu trợ lý trả thêm 3 tháng lương và sa thải tất cả họ. Anh nghĩ rằng việc này sẽ giúp Đỗ Hiểu Tô thoải mái hơn khi ở trong công ty, nhưng anh đã bỏ sót một điểm quan trọng, đó là Tưởng Phồn Lục. Hôm nay, cô đã chăm chút tỉ mỉ để gặp Lôi Vũ Tranh. Cô đã hỏi một câu mà cô ấp ủ từ lâu, Vũ Tranh anh có thích em không? Không ngờ Lôi Vũ Tranh đã từ chối cô ngay lập tức, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, không sai. Anh quan tâm đến cô từ nhỏ cũng là sự thật. Nhưng chính vì thế cô từ nhỏ trong trái tim anh giống như một người em gái ruột điều này sẽ không bao giờ thay đổi tưởng phồn lục bị từ chối cô tưởng phồn lục đã đổ tất cả lỗi lầm này lên người đỗ hiểu tô ngày hôm sau cô đã gọi đỗ hiểu tô đến văn phòng của mình và tuyên bố quyền lực của mình trước đỗ hiểu tô với tư cách là vợ của lôi tổng đỗ hiểu tô nhận ra ý định của tưởng phồn lục chỉ qua một ánh nhìn tưởng tổng tôi nghĩ cô đã hiểu lầm trong trái tim tôi trấn vinh luôn còn sống xin cô hãy tin tôi người tôi yêu là trấn vinh Vậy là Đỗ Hiểu Tô ra khỏi văn phòng của Tưởng Phồn Lục và nộp đơn từ chức cho Ninh Tổng. Nhưng Ninh Tổng không đồng ý ngay lập tức, mà quyết định cho cô nghỉ vài ngày rồi sau đó mới quyết định. Đỗ Hiểu Tô ngay lập tức đóng gói hành lý, chuẩn bị rời bỏ thành phố này. Trước khi đi, cô nhắc bạn thân của mình không nói với bất kỳ ai về nơi cô đến, đặc biệt là Lôi Vũ Tranh. Tuy nhiên, Lôi Vũ Tranh vẫn biết về việc Đỗ Hiểu Tô nghỉ việc từ Ninh Tổng. Không biết Đỗ Hiểu Tô đi đâu, Lôi Vũ Tranh rất lo sợ, anh sợ rằng mối quan hệ giữa anh và Đỗ Hiểu Tô sẽ kết thúc từ đây may mắn thay ngày hôm sau lôi vũ tranh nhận được cuộc gọi từ giáo viên tiểu tôn ở hòn đảo nhỏ lôi vũ tranh vui mừng anh nhanh chóng hỏi thầy tiểu tôn về tình hình gần đây của đỗ hiểu tô thầy tiểu tôn cho biết ngày mai là sinh nhật của đỗ hiểu tô anh và các em nhỏ đang chuẩn bị một bất ngờ cho cô sau khi cúp điện thoại lôi vũ tranh mừng rỡ quyết định tự mình đến đảo nhỏ tổ chức sinh nhật cho đỗ hiểu tô đêm đó bầu trời sáng rực bởi pháo hoa lộng lẫy khi đỗ hiểu tô đang thán phục vẻ đẹp của pháo hoa các em nhỏ bất ngờ hát bài chúc mừng sinh nhật cho cô. Đỗ Hiểu Tô mới nhớ ra, hôm nay thực sự là sinh nhật của mình. Dưới sự cổ vũ của các em nhỏ, Đỗ Hiểu Tô ước ba điều cho mình, và đầu tiên là, cô ấy ước tất cả các em nhỏ sẽ lớn lên mạnh khỏe. Thứ hai, cô ấy ước rằng bạn gái của thầy Tiểu Tôn sẽ trở về sớm. Thứ ba, Đỗ Hiểu Tô ước rằng tất cả những người yêu nhau trên thế giới này cuối cùng sẽ thuộc về nhau. Khi Đỗ Hiểu Tô mở mắt ra, cô thấy bóng dáng của Lôi Vũ Tranh. Chúng ta cùng nói chào Lôi tổng nhé các em nhỏ nói. Đỗ Hiểu Tô đứng đó không dám tin vào mắt mình, biết rằng tất cả những bất ngờ hôm nay đều do Lôi Vũ Tranh chuẩn bị cho cô. Ngày hôm sau, hai người sớm sửa soạn để đến thị trấn mua đồ dùng hàng ngày cho các em. Đỗ Hiểu Tô thích một chiếc dây chuyền ngọc trai, nhưng không mua vì giá quá cao. Sau khi cô rời đi, Lôi Vũ Tranh đã mua nó một cách lén lút và trao tặng cho cô khi anh rời khỏi hòn đảo. Lần này anh đến đây chỉ để gặp cô, anh nói. Từ giây phút đó, mối quan hệ giữa họ đã có sự thay đổi tinh tế trong trái tim mỗi người. Khi Đỗ Hiểu Tô trở về từ đảo, cô đã đến công ty để hoàn tất thủ tục từ chức. Nhưng cô đã gặp phải Lôi Vũ Tranh vừa kết thúc cuộc họp. Biết Đỗ Hiểu Tô đến để từ chức, Lôi Vũ Tranh muốn giữ cô lại, nhưng vì có người khác ở đó nên anh không biết phải làm sao. Trước khi rời đi, Đỗ Hiểu Tô cảm thấy nên nói lời chia tay với Lôi Vũ Tranh để không bị coi là thiếu lịch sự, nhưng cô lại lo sợ không biết nói gì khi gặp mặt. Trong lúc này, Lôi Vũ Tranh ngồi trong văn phòng luôn cảm thấy bất an. Anh tin rằng Đỗ Hiểu Tô chắc chắn sẽ đến chia tay nhưng anh đã chờ lâu mà vẫn không thấy cô vậy nên lôi vũ tranh quyết định tự mình đi tìm đỗ hiểu tô cùng lúc đó sau khi suy nghĩ đỗ hiểu tô cũng quyết định nói lời tạm biệt với lôi vũ vì thế hai người đã bỏ lỡ cơ hội nói lời chia tay tối đó lôi vũ không kiềm chế được và đã gửi tin nhắn hẹn đỗ hiểu tô gặp mặt hai người lại một lần nữa đến quán mì mà trước đó họ đã từng đến chủ quán nhầm tưởng lôi vũ tranh là bạn trai mới của đỗ hiểu tô thấy đỗ hiểu tô hơi ngượng ngùng lôi vũ tranh nhanh chóng yêu cầu chủ quán tiếp tục phục vụ khách khác để giảm bớt sự ngượng ngùng, Lôi Vũ Tranh đổi chủ đề, hỏi Đỗ Hiểu Tô sau này có kế hoạch gì. Thực ra, Đỗ Hiểu Tô đã có mục tiêu mới trong cuộc sống. Cô nói với Lôi Vũ Tranh rằng cô muốn khởi nghiệp, mở một studio thiết kế kiến trúc của riêng mình. Dù mơ ước lớn lao nhưng thực tế lại khắc nghiệt. Cô biết 10 người khởi nghiệp thì 9 người thất bại, nhưng cô vẫn muốn thử sức. Lôi Vũ Tranh nói anh có thể giúp cô, nhưng Đỗ Hiểu Tô đã từ chối vì cô muốn dựa vào khả năng của mình để đạt được mục tiêu. Sớm thôi, Studio của Đỗ Hiểu Tô đã đến ngày khai trương. Để chúc mừng, Lôi Vũ Tranh đã gửi đến studio nhiều giỏ hoa lớn. Đỗ Hiểu Tô cảm thấy ấm lòng khi nhận được tin nhắn chúc mừng từ Lôi Vũ Tranh. Rất nhanh chóng, cô đã tiếp nhận khách hàng đầu tiên của studio. Dù công trình không lớn, chỉ cần sửa chữa lại phòng vệ sinh, nhưng Đỗ Hiểu Tô vẫn chấp nhận đơn đặt hàng và nhanh chóng hoàn thiện công việc. Khách hàng rất hài lòng và đã trả cho Đỗ Hiểu Tô 800 tệ. Để kỷ niệm việc studio kiếm được số tiền đầu tiên, vào tối Đỗ Hiểu Tô chuẩn bị mời bạn bè đi ăn lẩu, nhưng cuối cùng bạn thân của Đỗ Hiểu Tô chưa đến, thay vào đó là cuộc gọi từ bộ phận quản lý tòa nhà nơi studio đặt vị trí. Đỗ Hiểu Tô vội vàng đến studio, hóa ra chính là khách hàng đầu tiên của cô đang gây rối. Khách hàng quả quyết rằng Đỗ Hiểu Tô đã lấy trộm viên ngọc bích của anh ấy, nhưng Đỗ Hiểu Tô chẳng nhìn thấy gì và cũng hoàn toàn mơ hồ về việc này. Nhưng khách hàng vẫn không buông tha và thậm chí đã đánh Đỗ Hiểu Tô. Cuối cùng, việc này đã được đưa đến cảnh sát cảnh sát yêu cầu đỗ hiểu tô thông báo cho người thân đến đồn cô gọi điện cho bạn thân mình nhưng không thể liên lạc được đỗ hiểu tô chỉ còn cách gọi điện nhờ sự giúp đỡ từ lôi vũ tranh lôi vũ tranh cắt máy và ngay lập tức đến đồn với luật sư khi đỗ hiểu tô nhìn thấy lôi vũ tranh nước mắt cô không thể kìm lại sau khi trao đổi với luật sư lôi vũ tranh dẫn đỗ hiểu tô ra khỏi đó studio của đỗ hiểu tô mới mở cửa đã gặp một khách hàng khó tính kết quả mặt cô bị thương và cô còn bị đưa đến đồn cảnh sát lôi vũ tranh vừa lo lắng băng bó vết thương cho đỗ hiểu tô vừa lo ngại rằng cô sẽ gặp thêm khách hàng khó chịu hơn trong tương lai nhưng đỗ hiểu tô lại lạc quan coi đây là bài học trong con đường thành công của mình tinh thần lạc quan này của đỗ hiểu tô chính là điều thu hút lôi vũ tranh để chăm sóc kinh doanh của đỗ hiểu tô lôi vũ tranh người thường không bao giờ nhờ vả ai bất ngờ đã tổ chức một bữa tiệc với bạn bè và giới thiệu studio của đỗ hiểu tô quả nhiên vào ngày hôm sau đỗ hiểu tô người đang gặp khó khăn trong công việc đã nhận được một đơn hàng lớn liên quan đến việc trang trí văn phòng. Chuyện gì vậy? Vừa nãy có người gọi điện cho cô, muốn cô giúp họ trang trí văn phòng, đúng là như gánh hàng rong giữa trời tuyết. Đỗ Hiểu Tô vui mừng đến công viên để tự thưởng cho mình và còn mang theo một chai rượu vang để tăng thêm phần vui. Sau khi biết mọi chuyện đã ổn, Lôi Vũ Tranh gọi điện thoại cho Đỗ Hiểu Tô để hỏi cô đang ở đâu. Khi biết Đỗ Hiểu Tô đang ở công viên một mình, Lôi Vũ nhanh chóng đến nơi. Chuyện gì làm cô vui sướng như thế mà lại không mời anh? Đỗ Hiểu Tô không hề biết rằng Lôi Vũ Tranh đã giúp đỡ cô một cách âm thầm, cô mừng rỡ như một đứa trẻ và chia sẻ niềm vui với Lôi Vũ Tranh. Lôi Vũ Tranh thì giả vờ không biết chuyện gì và cùng Đỗ Hiểu Tô tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này. Từ đó, studio của Đỗ Hiểu Tô kinh doanh ngày càng tốt, cô bận rộn mỗi ngày. Lôi Vũ Tranh lo lắng rằng Đỗ Hiểu Tô không có thời gian ăn uống, nên đã mua cơm đem đến cho cô. Không ngờ, anh thấy Đỗ Hiểu Tô đã ngủ say trên bàn. Lôi Vũ Tranh không khỏi xót xa, anh nhẹ nhàng xoa đầu Đỗ Hiểu Tô rồi lặng lẽ ra đi khi đỗ hiểu tô thức dậy và thấy một túi đồ ăn trên bàn cô đoán rằng chắc chắn lôi vũ tranh đã đến đây nhưng khi cô chạy ra ngoài lôi vũ tranh đã không còn đâu nữa khi đỗ hiểu tô nhận được khoản tiền đầu tiên từ studio của mình cô đã gọi điện thoại cho lôi vũ tranh để thông báo tin vui và mời anh ăn tối cùng cô không ngờ lôi vũ tranh đã gọi món đắt tiền nhất trong nhà hàng khiến cô lo lắng rằng lôi vũ tranh có ý định trêu chọc cô nhưng khi cô đi thanh toán hóa đơn nhân viên thu ngân đã thông báo rằng hóa đơn đã được thanh toán xong đỗ hiểu tô mới biết Lôi Vũ Tranh vừa trêu chọc cô một cách cố ý, sau bữa ăn, Lôi Vũ Tranh chở Đỗ Hiểu Tô về nhà. Anh muốn dũng cảm mở lời với cô, nhưng lời muốn nói lại không thể nào thoát ra khỏi miệng anh. Lôi Vũ Tranh nói rằng ngày mai anh sẽ phải đi công tác ở nước ngoài và hỏi Đỗ Hiểu Tô có thể đưa anh đến sân bay không. Đỗ Hiểu Tô không hiểu ý định của Lôi Vũ Tranh. Chúng ta đã quen biết nhau từ lâu, em không hiểu ư? Anh biết lúc này em khó đưa ra quyết định. Lôi Vũ Tranh thổ lộ tình cảm của mình, khiến cô bất ngờ. Ngày hôm sau, Lôi Vũ Tranh đến sân bay, mong muốn có thể thấy Đỗ Hiểu Tô. Nhưng cho đến phút cuối cùng trước khi lên máy bay, Đỗ Hiểu Tô vẫn không xuất hiện. Lôi Vũ Tranh buồn bã chuẩn bị lên máy bay, nhưng không ngờ, đúng vào phút cuối, Đỗ Hiểu Tô xuất hiện tại sân bay. Cô nhìn vào bức ảnh mà cô và Lôi Vũ Tranh cùng chụp ở một hòn đảo nhỏ và không thể không nhớ về những ngày họ ở bên nhau. Đỗ Hiểu Tô quyết định theo đuổi trái tim mình và đến sân bay ngay trước khi Lôi Vũ Tranh lên máy bay. Lôi Vũ Tranh không thể kiềm chế niềm vui, anh ôm chặt Đỗ Hiểu Tô và nói, chỉ cần cô đến anh đã cảm thấy rất hạnh phúc, một người lãnh đạo cao quý như vậy, hôm nay lại bị người khác hãm hại và bị bỏ tù. Ngày đó, dưới ánh mắt chứng kiến của Đỗ Hiểu Tô, Lôi Vũ Tranh đầy lòng hài lòng bước lên máy bay đi Mỹ. Khi anh trở về từ nước ngoài, anh cũng mang lại một bất ngờ ngoài sức tưởng tượng cho Đỗ Hiểu Tô. Lôi Vũ Tranh thậm chí đã đưa thần tượng của Đỗ Hiểu Tô, Tiến sĩ Ôm, một huyền thoại trong lĩnh vực kiến trúc, đến trước mặt cô. Trong lúc Lôi Vũ vào nhà vệ sinh, Tiến sĩ Ôm kể cho Đỗ Hiểu Tô nghe về việc Lôi Vũ đến tìm ông. Ban đầu Tiến sĩ Ôm đã từ chối Lôi Vũ Tranh, nhưng anh không từ bỏ, mỗi ngày anh đều chờ đợi trước cửa nhà ông. Cuối cùng, tiến sĩ Ôm bị sự chân thành của anh làm xúc động, nên mới mở cửa cho anh và đồng ý đến Thượng Hải. Sau khi biết sự thật, Đỗ Hiểu Tô bị xúc động sâu sắc. Họ dạo bước trên đường và Đỗ Hiểu Tô chân thành cảm ơn Lôi Vũ Tranh. Anh một lần nữa bày tỏ tình cảm của mình cho Đỗ Hiểu Tô. Anh từng không tin vào tình yêu sâu đậm, cho đến khi gặp Đỗ Hiểu Tô, anh mới hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Đỗ Hiểu Tô không biết phải làm gì cô không chắc chắn liệu tình cảm của mình dành cho lôi vũ tranh là tình bạn hay là tình yêu lôi vũ tranh biết đỗ hiểu tô vừa bước ra từ việc mất đi tình cảm với thiệu trấn vinh lôi vũ tranh đã hứa sẽ cho cô thời gian để cân nhắc tuy nhiên giữa ngày mai và bất ngờ anh không bao giờ biết điều gì sẽ đến trước lôi vũ tranh chưa kịp chờ đợi câu trả lời từ đỗ hiểu tô lại đối mặt với cánh cổng nhà tù ngày đó là ngày lôi vũ tranh chính thức ký hợp đồng với công ty sài gòn nhưng buổi họp báo bất ngờ bị cảnh sát xông vào Bắt lôi Vũ Tranh vì bị tình nghi liên quan đến giao dịch trái phép. Cha của Lôi Vũ Tranh thấy con trai bị bắt đã tức giận đến mức ngất xỉu. Dù đã cứu chữa hết mức nhưng ông chỉ còn một chút sinh mệnh. Trong quá trình thẩm vấn, Lôi Vũ Tranh mới biết có người đã lợi dụng việc anh ký kết với Sài Gòn, nâng cao giá cổ phiếu công ty để thu lợi nhuận và gây rối thị trường chứng khoán. Cảnh sát hỏi Lôi Vũ liệu anh có tiết lộ tin tức hợp tác với Sài Gòn cho ai không. Lôi Vũ nghĩ ngay đến việc anh từng nói với trợ lý Hà Quân Phi về vấn đề này nhưng không muốn để hà quần phi bị liên lụy nên đã chịu trách nhiệm một mình mặt khác hà quân phi người luôn ở bên cạnh cha lôi vũ tranh sau khi nghe đồn về việc có người dò dỉ thông tin về việc công ty hợp tác với sài gòn nhanh chóng nhớ lại rằng anh đã lỡ miệng nói với lâm hướng viễn sau khi say rượu hóa ra lâm hướng viễn tiếp cận anh vì lợi ích cá nhân hà quân phi đã đi tìm lâm hướng viễn để đối diện nhưng anh ta đã phản kích khi hà quần phi không có bằng chứng hà quân phi biết mình đã gây rắc rối cho lôi vũ tranh anh đã xin lỗi và nói sẽ tự thú với cảnh sát để giúp lôi vũ tranh lôi vũ tranh nhận ra mình đã bị kẻ xấu lừa gạt lôi vũ cố gắng cản trở hà quần phi chỉ mong anh giúp chăm sóc cha mình khi đỗ hiểu tô biết lôi vũ tranh bị tù cô đã đến nhà tạm giam để thăm anh nhưng lôi vũ tranh không muốn cô nhìn thấy mình trong tình trạng đáng thương vì vậy mỗi lần anh đều từ chối gặp không còn cách nào cô đã nhờ hà quần phi giúp đỡ và cuối cùng đã gặp được lôi vũ tranh cô muốn nói với anh rằng cô sẽ đợi anh ra khỏi tù nhưng anh lại nhìn cô một cách lạnh lùng, anh nói không muốn gặp cô mà cô vẫn vác xác đến đây. Bộ dạng tự cao tự đại của cô hiện nay làm anh phát tởm. Lôi Vũ Tranh, anh thật là kẻ khốn nạn, anh chẳng qua chỉ muốn chơi đùa với cô một chút. Cô không lẽ đã thực sự yêu anh sao? Người từng thề sẽ tốt với Đỗ Hiểu Tô, tại sao hôm nay lại trở nên vô tình như vậy? Hóa ra, Lôi Vũ Tranh bị Lâm Hướng Viễn bày mưu phản bội và bị tống vào tù. Vị trí tổng giám đốc của anh cũng đã bị người khác chiếm lấy. Anh, người từng không ai sánh kịp, Giờ đây lại trở thành một tù nhân, Lôi Vũ Tranh tự nhận biết rằng anh không thể mang lại hạnh phúc tương lai cho người trong lòng mình. Vì vậy, khi Đỗ Hiểu Tô đến thăm anh tại nhà tù, Lôi Vũ đã cố ý nói những lời khó nghe, muốn Đỗ Hiểu Tô không bao giờ lại quấy rối anh nữa. Mặc dù Đỗ Hiểu Tô cảm thấy rất đau lòng sau khi nghe, nhưng cô biết rằng Lôi Vũ muốn sử dụng cách này để đuổi cô đi. Do đó, khi rời đi, Đỗ Hiểu Tô đã rõ ràng nói với Lôi Vũ rằng cô sẽ luôn đợi anh. Những ngày sau đó, Đỗ Hiểu Tô đã thay Lôi Vũ Tranh chăm sóc cha anh. Mặc dù cha Lôi Vũ Tranh sau tai nạn đã trở nên mất trí và không nhận ra ai, nhưng mỗi lần gặp Đỗ Hiểu Tô, ông đều mỉm cười rạng rỡ. Đỗ Hiểu Tô cũng giống như chăm sóc người thân, luôn quan tâm và chăm sóc cha Lôi Vũ Tranh một cách chu đáo. Vài tháng trôi qua nhanh chóng, hình phạt của Lôi Vũ Tranh đã kết thúc. Anh không thông báo cho bất kỳ ai, mà tự mình, với tâm trạng nặng nề, trở về nhà sau một thời gian dài xa cách. Lão Lôi nhìn xem ai đã trở về. Khi Lôi Vũ Tranh bước vào nhà, anh nhìn thấy cha mình đã già đi. Ngoài cảm giác tự trách anh còn cảm thấy hối hận nhiều hơn, bởi vì mọi người đã giấu cha Lôi Vũ Tranh rằng anh đi công tác ở nước ngoài, nên ông tưởng con trai mình vừa trở về từ nước ngoài. Sau bữa tối, anh muốn bù đắp cho những tháng ngày vắng bóng và quyết định rửa chân cho cha mình, không ngờ cha anh lại không nhận ra anh. Mặc dù anh đã giải thích nhiều lần, nhưng ông vẫn coi anh như kẻ lừa dối và đuổi anh ra khỏi nhà. Lúc này, Đỗ Hiểu Tô vừa tới, cô bất ngờ nhận ra Lôi Vũ Tranh đã được thả. Đỗ Hiểu Tô mừng rỡ chạy lại và ôm chặt anh đỗ hiểu tô tưởng rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ khi lôi vũ tranh trở về nhưng không ngờ anh vẫn lạnh nhạt như lần cuối cùng họ gặp nhau trong nhà tù đỗ hiểu tô biết rằng lôi vũ không thể vượt qua nỗi đau trong lòng mình cô quyết định theo dõi lôi vũ tranh và đến một quán bar anh đã uống quá nhiều rồi đừng uống nữa đỗ hiểu tô muốn kéo lôi vũ về nhà nhưng anh đẩy cô ra đỗ hiểu tô lớn tiếng tức giận cô cố gắng đánh thức lôi vũ tranh đỗ hiểu tô thấy lôi vũ tranh vẫn không phản ứng cô quyết định mở một chai rượu để cùng uống với anh ấy lôi vũ tranh vội vàng dành chai rượu và ném xuống đất nói rằng anh không đi đâu nếu đi thì chúng ta cùng đi lôi vũ tranh nói anh không còn là người như trước đây nữa để chứng tỏ anh có thể làm mọi thứ anh đã hôn đỗ hiểu tô ngay trước mắt mọi người đỗ hiểu tô đã quyết định từ lâu không quan tâm anh trở thành người như thế nào muốn làm gì cô sẽ luôn ở bên cạnh anh anh có thể hứa với em một điều không đừng bao giờ rời xa em lôi vũ tranh vừa mới ra khỏi tù và chưa kịp tìm lại tinh thần thì cha anh đột nhiên qua đời lôi vũ tranh đau khổ đến mức không muốn sống nữa sau khi anh tổ chức lễ tang cho cha đã không kiềm chế được mình và đến phòng của cha bất ngờ anh thấy dưới gối của cha có một cuốn sổ màu đen khi lôi vũ tranh mở nó ra anh biết đó là nhật ký của cha mình lôi vũ tranh cẩn thận đọc những ghi chú mà cha anh để lại không ngờ anh lại phát hiện ra một sự thật khiến anh càng thêm đau đớn mẹ anh không phải đã bỏ rơi anh từ khi còn nhỏ thực ra sau khi cãi vã với cha mẹ đã chạy ra ngoài và gặp tai nạn xe hơi ngay ở cửa nhà vì lôi vũ tranh còn nhỏ cha đã giữ kín sự việc này lôi vũ tranh hối hận vì đã ghét mẹ mình suốt nhiều năm không ngờ mẹ đã qua đời từ lâu những biến cố này khiến lôi vũ tranh không thể chịu nổi anh chỉ có thể dùng rượu để làm mình mê mải đỗ hiểu tô vì lo lắng luôn ở bên lôi vũ tranh nhưng lôi vũ tranh lại đổ tất cả tình cảm tiêu cực lên đỗ hiểu tô dù vậy đỗ hiểu tô vẫn không từ bỏ lôi vũ tranh mỗi khi anh say không tỉnh người cô đều đưa anh về nhà khi lôi vũ tranh tỉnh dậy anh thấy đỗ hiểu tô vẫn đứng bên giường chăm sóc mình lòng anh đau đớn. Anh không muốn tình cảm tiêu cực của mình ảnh hưởng đến Đỗ Hiểu Tô nữa, nên anh nhẹ nhàng đặt Đỗ Hiểu Tô lên giường, để lại một tấm bức thư và rời đi. Sáng hôm sau, khi Đỗ Hiểu Tô tỉnh dậy và phát hiện Lôi Vũ Tranh đã đi mà không nói lời nào, cô như điên lên và vội chạy ra ngoài tìm kiếm. Nhưng trên đường, không có bất kỳ dấu vết nào của Lôi Vũ Tranh. Đỗ Hiểu Tô cảm thấy như bầu trời đang sụp đổ. Cô đã vất vả để vượt qua một mối quan hệ trước đó và nghĩ rằng mình đã tìm thấy người có thể yêu cô thay thế cho Thiệu Trấn Vinh nhưng lôi vũ tranh lại rời xa cô lần này lôi vũ tranh thực sự biến mất và sẽ không bao giờ trở lại những ngày sau đó đỗ hiểu tô cố tình tăng gấp đôi công việc cho mình hy vọng bằng cách bận rộn cô có thể quên đi những ngày không có lôi vũ tranh nhưng càng cố quên lại càng nhớ mỗi lần gọi điện thoại cho lôi vũ tranh thì luôn không ai trả lời đỗ hiểu tô không còn cách nào khác ngoài việc đến nhà lôi để hỏi về nơi lôi vũ tranh đi nhưng đoạn thúc cũng không biết gì sau khi đi một vòng lớn lôi vũ tranh cuối cùng đã trở về hòn đảo mà anh và đỗ hiểu tô đã từng đến khi đỗ hiểu tô nhận được cuộc gọi từ thầy giáo tiểu tôn biết được lôi vũ tranh hiện đang ở trên đảo cô quyết định đóng cửa phòng làm việc ngay lập tức thu xếp hành lý để tìm lôi vũ tranh nhưng khi đỗ hiểu tô đến đảo và đứng trước mặt lôi vũ tranh anh ta vẫn đẩy cô ra lôi vũ tranh anh định đi đâu cô không có việc gì để làm sao hàng ngày theo đuổi anh ấy như một miếng băng dính vậy từ giờ trở đi công việc duy nhất của cô là theo dõi anh dù lôi vũ tranh nói gì đỗ hiểu tô đã quyết tâm không từ bỏ anh cô theo lôi vũ tranh tới bờ biển thấy anh đứng trên một tảng đá cô tưởng anh muốn tự tử nên đã chạy đến và ôm chặt anh lôi vũ tranh suýt chút nữa bật cười trước phản ứng của đỗ hiểu tô khi nghe lôi vũ tranh giải thích rằng anh chỉ muốn ngắm biển đỗ hiểu tô mới từ từ buông tay nhưng khi họ chuẩn bị trở về họ phát hiện ra rằng nước biển đã dâng cao ngập lên con đường họ đã đi cả hai bị mắc kẹt trên tảng đá với nhiệt độ giảm dần vào đêm đỗ hiểu tô run rẩy và sốt cao trong cơn mưa rông lôi vũ tranh vội vàng cởi áo khoác của mình và khoác lên cho đỗ tiểu tô anh ôm chặt cô vào lòng và nói tiểu tô à trời lạnh quá phải cố lên tiểu tô đỗ tiểu tô tựa vào vai lôi vũ tranh và cầu xin anh một điều nếu chúng ta thực sự không thoát ra được hãy hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi lôi vũ tranh lập tức đồng ý anh khóc lóc nói với đỗ tiểu tô đừng ngủ tiểu tô à tôi nhất định sẽ đưa cô về may mắn thay thầy giáo tiểu tôn đem người tới tìm họ và đưa họ về Đỗ Tiểu Tô luôn ở bên cạnh Lôi Vũ Tranh trong những lúc khó khăn. Họ cuối cùng đã rời bỏ hòn đảo nhỏ và trở về Thượng Hải. Lôi Vũ Tranh trở nên quyết đoán hơn, lấy lại những thứ thuộc về mình. Để thu thập thông tin về tình hình nội bộ của Vũ Thiên, Lôi Vũ Tranh cùng Đỗ Tiểu Tô tham gia một bữa tiệc mà trước đây anh không muốn tham dự. Họ cho rằng sau những thời gian khó khăn, họ sẽ trân trọng nhau hơn. Nhưng không ngờ, họ đã gặp một ngôi sao nổi tiếng, Hứa Ưu, người luôn theo đuổi Lôi Vũ Tranh. Đỗ Tiểu Tô, người luôn tự ti nhận ra mình và lôi vũ tranh không thuộc cùng một thế giới đây mới là môi trường thích hợp cho lôi vũ tranh trong khi cô thấy mình hoàn toàn không phù hợp vậy nên đỗ tiểu tô đã lặng lẽ rời đi những ngày sau đó lôi vũ tranh gửi tin nhắn muốn gặp đỗ tiểu tô nhưng cô luôn từ chối với lý do bận công việc bạn thân của đỗ tiểu tô phát hiện cô suốt ngày trở nên mất tập trung nên đoán rằng có vấn đề xảy ra trong mối quan hệ của cô cô và lôi vũ tranh có chuyện gì vậy cô nghĩ rằng giữa họ vẫn còn một khoảng cách rất lớn có lẽ có người khác phù hợp với cuộc sống này hơn cô. Tư Kỳ khuyên Đỗ Tiểu Tô rằng nếu cô thực sự yêu Lôi Vũ Tranh, cô nên thay đổi và cố gắng thích nghi với giới xã hội của anh. Nhưng Đỗ Tiểu Tô không thể vượt qua được ngưỡng tâm lý của mình. Nếu cô thực sự không thích và cảm thấy áp đặt, cô ấy chỉ có thể ủng hộ cô. Lôi Vũ Tranh thuê thám tử tư để điều tra thông tin về Lâm Hướng Viễn, trong khi Lâm Hướng Viễn lo sợ vị trí của mình bị đe dọa và đã gửi người theo dõi Lôi Vũ Tranh. Nhưng Lôi Vũ Tranh phát hiện ra điều đó rất nhanh. Để lừa dối Lâm Hướng Viễn, lôi vũ tranh cố tình giả vờ mình là một người phóng túng và tổ chức một bữa tiệc chào đón anh cũng mời đỗ tiểu tô tham gia lần này đỗ tiểu tô không từ chối và thậm chí còn chuẩn bị một món quà cho lôi vũ tranh tuy nhiên khi cô thấy những món quà từ người khác cô cảm thấy món quà của mình quá mộc mạc nhưng trong mắt lôi vũ tranh chiếc cà vạt này chính là món quà quý giá nhất đỗ tiểu tô chỉ định gửi quà và rời đi nhưng lôi vũ tranh vất vả mới có cơ hội gặp mặt đỗ tiểu tô làm sao anh có thể để cô rời đi ngay bây giờ nhưng những người hiện diện đều là những người xuất sắc và tiêu biểu trong ngành đỗ tiểu tô cảm thấy mình như cá ngoài bể không hòa nhập để giảm bớt sự ngượng ngùng lôi vũ tranh kéo đỗ tiểu tô ra sàn nhảy tuy nhiên đỗ tiểu tô vẫn cảm thấy mình không thể hòa nhập với mọi người ở đây và chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt cuối cùng hai người vẫn có sự khác biệt về quan điểm và cãi nhau không vui lôi vũ tranh uống nhiều hơn vì hiểu lầm với đỗ tiểu tô hứa yêu thấy điều này và đề nghị đưa lôi vũ tranh về nhà lôi vũ tranh không từ chối nhưng trên đường anh phát hiện có người đang theo dõi để không để đối thủ biết mình đang giả vờ lôi vũ tranh cố tình đưa hứa ưu về nhà và ở lại qua đêm sau khi về nhà anh thay đổi trang phục và ra khỏi nhà đỗ tiểu tô càng nghĩ càng buồn và không kiềm chế được gọi điện cho lôi vũ tranh không ngờ lôi vũ tranh quên mang điện thoại khi đổi đồ và hứa ưu nhận cuộc gọi nghe giọng của hứa ưu tiểu tô ngay lập tức cắt cuộc gọi trong quá trình điều tra về lâm hướng viễn lôi vũ tranh thường xuyên bị theo dõi và tấn công anh nhận ra mình có thể đem đến nguy hiểm cho những người xung quanh và lo lắng cho Đỗ Tiểu Tô. Lôi Vũ Tranh quyết định không để Đỗ Tiểu Tô bị cuốn vào nguy hiểm. Vì vậy, ngày hôm đó, anh hẹn hứa yêu đi ăn và cố tình cho trợ lý dẫn Đỗ Tiểu Tô đi ngang qua. Đỗ Tiểu Tô tình cờ nhìn thấy Lôi Vũ Tranh và Hứa Yêu đang cười nói vui vẻ bên trong. Đỗ Tiểu Tô không biết sự thật nghĩ rằng mình đã một mình yêu say đắm. Dù đã giải quyết được khủng hoảng của công ty, nhưng Lôi tổng đã mất đi người phụ nữ anh yêu nhất. Lôi Vũ Tranh, để không để Đỗ Tiểu Tô rơi vào nguy hiểm, anh cố tình thể hiện mình và ngôi sao lớn hứa yêu có mối quan hệ gần gũi để đỗ tiểu tô từ bỏ đỗ tiểu tô buồn bã muốn dùng công việc để làm ta dịu cảm xúc nhưng không ngờ cô lại xem được hứa yêu phỏng vấn trên mạng và công khai thừa nhận mối quan hệ với lôi vũ tranh điều này giống như muối rắc vào vết thương của đỗ tiểu tô cô không chịu nổi và ngất lịn đi khi biết đỗ tiểu tô nhập viện lôi vũ tranh ngay lập tức đến bệnh viện nhưng khi anh chuẩn bị mở cửa anh lại ngừng lại dù lôi vũ tranh rất lo lắng cho đỗ tiểu tô anh sợ một bước chân bước vào tất cả những nỗ lực trước đó sẽ trở nên vô ích. Cho đến tối, Lôi Vũ Tranh mới đến thăm Đỗ Tiểu Tô và yên lặng trực canh bên giường cô suốt đêm. Khi mặt trời mọc, anh mới rời đi. Khi Đỗ Tiểu Tô tỉnh dậy, Lôi Vũ Tranh đã không còn. Người ở bên cạnh cô là đối tác làm việc của anh, Lưu Tổng. Từ ngày đó, Lôi Vũ Tranh lo lắng rằng Đỗ Tiểu Tô sẽ gặp sự cố gì, nên anh thường xuyên âm thầm bảo vệ cô. Đỗ Tiểu Tô cũng cảm nhận được có người dường như đang theo dõi mình. Mặc dù tư kỳ nghĩ rằng Đỗ Tiểu Tô bị hoang tưởng, nhưng đỗ tiểu tô vẫn tin rằng có người đang theo dõi mình cho đến một ngày khi cô đang ngoài đường nói chuyện công việc với đồng nghiệp đỗ tiểu tô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua và ngay lập tức nhận ra đó là lôi vũ tranh vì thế cô vội vàng đuổi theo anh trong cơn tức giận đỗ tiểu tô cắt đứt mối quan hệ với lôi vũ tranh và ra lệnh không cho anh theo dõi mình nữa lôi vũ tranh không giải thích gì cả vì anh vẫn chưa hoàn thành kế hoạch của mình chỉ có thể chịu đựng việc đỗ tiểu tô buồn bã thêm một thời gian nhưng không lâu sau đó Lôi Vũ Tranh cuối cùng cũng lấy lại được tập đoàn Vũ Thiên và anh đã lên kế hoạch đưa Đỗ Tiểu Tô về lại bên mình. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước, khi Đỗ Tiểu Tô đến thăm mộ cha của Lôi, cô đã quyết định từ bỏ Lôi Vũ Tranh ngay trước mộ cha anh. Khi Lôi Vũ Tranh đến tìm Đỗ Tiểu Tô xin lỗi, Đỗ Tiểu Tô lại không thể chấp nhận. Bá tổng để lấy lại cô gái mình từng làm mất, thậm chí đã từ bỏ vị trí tổng giám đốc của mình để trở thành trợ lý miễn phí cho cô ấy. Đỗ Tiểu Tô muốn đuổi Lôi Vũ Tranh ra khỏi cửa, nhưng Lôi Vũ Tranh đã cầu xin cô cho anh 10 ngày. Nếu sau 10 ngày anh không làm cô hài lòng, anh sẽ tự mình rời đi. Vì vậy, trong 10 ngày đó, Lôi Vũ Tranh đã cố gắng hết sức, chuẩn bị tài liệu cần in cho Đỗ Tiểu Tô và khi cô mệt mỏi sau giờ làm việc, anh luôn kịp thời mang tới một tách cà phê. Đỗ Tiểu Tô mỗi ngày đều bận rộn không ngớt, một ngày nào đó cô vô tình ngủ gục trên ghế sofa. Lôi Vũ Tranh lo sợ cô sẽ bị lạnh, nên anh đã lấy áo khoác ra và nhẹ nhàng đắp lên cho cô. Rất nhanh, đến ngày cuối cùng của thời gian thử nghiệm, Lôi Vũ Tranh đã tự tay nấu một bữa tối lớn cho Đỗ Tiểu Tô anh nghĩ rằng sau ngày hôm nay mối quan hệ giữa hai người sẽ trở lại như xưa nhưng đỗ tiểu tô lại thông báo rằng anh không cần đến làm vào ngày hôm sau liệu giờ đây bất kể anh làm gì có phải là không thể làm rung động trái tim của cô nữa không đỗ tiểu tô cảm thấy lôi vũ tranh hiện tại không phải là lôi vũ tranh thực sự anh nên quay về và tiếp tục điều hành công ty của mình mà không phải là ở đây làm những việc này cho cô hai người vì thế mà cãi nhau và chia tay không vui một tuần sau đỗ tiểu tô nhận được thông báo rằng tác phẩm thiết kế kiến trúc của mình mà cô đã tham gia gửi vào không lâu trước đó đã được chọn và cô được cơ hội đi du học ở paris đỗ tiểu tô rất vui khi nghe tin này vì việc đi học ở paris luôn là giấc mơ của cô tư kỳ khuyên đỗ tiểu tô nên cân nhắc kỹ lưỡng không nên vì điều này mà mất đi lôi vũ tranh nhưng đỗ tiểu tô đã quyết định khi lôi vũ tranh biết tin từ trợ lý quần phi rằng đỗ tiểu tô sắp đi paris anh ngay lập tức tìm đến cô em đã quyết định đi sao nếu hôm nay tôi không đến tìm em em có định lên đường mà không nói một lời từ biệt sao đỗ tiểu tô rõ ràng bày tỏ rằng cô và lôi vũ tranh đi trên hai con đường khác nhau và họ không thể ở bên nhau lôi vũ tranh tức giận ra đi mà không nhìn lại trước khi đỗ tiểu tô đi paris cô đã đến một hòn đảo nhỏ để thăm những đứa trẻ tuy nhiên cô đã thấy lôi vũ tranh quyên góp rất nhiều dụng cụ học tập cho các em và còn nghe giáo viên tôn tiết lộ rằng lôi vũ tranh đã đăng ký một quỹ từ thiện mang tên đỗ tiểu tô đỗ tiểu tô không ngờ lôi vũ tranh đã làm nhiều việc như vậy vì cô mà cô lại không hề biết gì vì vậy đỗ tiểu tô một mình đến bên bờ biển cô không kiểm soát được mình mà nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi cô và lôi vũ tranh ở bên nhau phải chăng tình yêu của họ đã kết thúc như thế này chính lúc đỗ tiểu tô cảm thấy mất lòng cô đột nhiên nhìn lên và thấy lôi vũ tranh đứng đợi cô phía trước lần này lôi vũ tranh chân thành bày tỏ tình cảm với đỗ tiểu tô và hứa hẹn rằng sau này cô không cần phải hy sinh bản thân vì anh nữa dù là ở lại thượng hải hay đi đến bất cứ nơi đâu anh đều tôn trọng quyết định của đỗ tiểu tô tiểu tô hãy cho anh cơ hội để anh chăm sóc em chăm sóc em cả đời được không đỗ tiểu tô bị xúc động đến chảy nước mắt hai người cuối cùng cũng giải quyết mọi hiểu lầm và quyết định tái hợp